hân hoan chào đón tất cả quý vị đã đến với rạp xiếc Cờ Hó. Kính thưa quý vị, và hôm nay tôi xin tự tin hân hạnh giới thiệu, tôi chính là con chó. Và sau đây không để cho quý vị chờ đợi lâu, chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để đón chào sự xuất hiện của một loài động vật thông minh hơn cả tôi. Đó chính là con người. Làm cái gì vậy? Dạ dạ. Con người mà đứng gì kỳ vậy? Dạ. Ủa con người hay con chó? Đứng đàng hoàng coi. Dạ em xin lỗi anh. Tiết mục đầu tiên là gì? Tiết mục đầu tiên là con người làm toán. Rồi bây giờ tôi sẽ đặt ra một phép toán cho con người trả lời. Dạ. 1 + 1 bằng mấy? Bằng 2. Giỏi. Bây giờ tiếp tục. Dạ. 5 + 5 bằng mấy? Bằng 10. Dạ. 10. Ủa sao vậy anh? 5 + 5 bằng 9. Tào lao. Gì 5 + 5 bằng 9 mà. Bây giờ để tính cho coi, đưa cái bàn tay lên. Giống tay cùi có gì? Không, cái này là tay chó. À tay chó. Bây giờ mượn bàn tay người đi. Rồi. Rồi đếm. 1, 2, 3, 5. Có đánh rơi nhịp nào không? Dạ có. Đếm lại. 1, 2, 3, 4, 5. Ngón này là bao nhiêu? Ngón thứ 5. Nhớ kỹ trong não mình là bao nhiêu? Ngón thứ 5. Đếm. 5, 6, 7, 8, 9. Bằng 9. Ôi. Anh chó ơi, thông minh quá anh chó ơi. Bởi vậy con người có bàn tay mà không biết vận dụng. Hay quá. Kính thưa quý vị, người ta thường nói là dạy con từ thở còn thơ. Dạy người từ thở, bây giờ mới về rạp xiếc. Đúng không? Dạ đúng. Đúng nè, đúng, đúng. Ủa sao đánh em? Không, cái này là lỡ tay. À. Không, nhưng mà nói cho nghe. Bây giờ, nói nghe nè, ngoan đi. Bây giờ á, có phạt thì có thưởng. Bây giờ là tới giờ ăn. Tới giờ ăn rồi. Rồi. Đây, đứng liền, đứng đèn nè. Đây, đứng đèn, đèn thức ăn của tao. Ủa anh ơi, đồ ăn của chó thì làm sao con người ăn được anh? Ủa sao đồ ăn của con người mà con chó ăn được? Bây giờ ăn. 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 Không ăn nè, không ăn, đốt ăn mà không chịu ăn. Ủa sao anh đánh em vậy? Đốt ăn mà không chịu ăn, bây giờ ăn là ăn. 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 Ăn nè, ăn đồ ăn của con chó mà con người đòi ăn. Bây giờ ăn không? Ăn không? Ăn nè, ăn nè. Ăn. Ăn không? Hả? Không trả lời, không trả lời. Sao vậy? Hả? Sao đánh em? Không có ý kiến cũng đánh nữa hả? Mày đang ý kiến đó. Ý kiến nè, ý kiến. Anh khó quá, anh đánh em hoài. Rồi bây giờ tiếp tục tiết mục tiếp theo đúng không? Dạ. Kính thưa quý vị, và sau đây chúng ta sẽ đến với tiết mục tiếp theo. Không bao giờ có ở những rạp xiếc, chỉ có trong phòng mà thôi. Đó chính là tiết mục con người karaoke. Rồi giới thiệu. Dạ thưa anh chó. À. Thưa toàn thể quý vị khán giả có mặt trong ngày hôm nay. Ừ. Sau khi em hát bài này thì anh chó sẽ không đánh em nữa. À. Và quý vị sẽ trở nên yêu em hơn. Rồi. Đây là ca khúc mà chính em sáng tác khi người yêu em bỏ em. Bài gì? Em xin bắt đầu. Được. Tình yêu tình yêu tình yêu như chén mắm ruốc bên hiên nhà nàng. Tình yêu như chén mắm ruốc mùi hương thúi rầm. Mắm ruốc bài tầm lâm như mắm ruốc bài tầm lâm. Mà sao không hốt để cái chén mắm ruốc nó cứ bài thúi rầm. Mắm ruốc bài, mắm ruốc bài, mắm ruốc bài, mắm ruốc bài. Bài, bài, bài. Hát bài gì? Dạ tình yêu mắm ruốc. Biết mắm ruốc là có liên quan tới mắm tôm không? Hả? Mắm tôm là liên quan tới thịt của tao á. Dạ. Bây giờ là sẽ huấn luyện cho mày một cái tiết mục mới. À tiết mục mới đúng tiết không? Tiết mục mới. Dạ dạ. Lấy cái dòng. Dạ lấy cái dòng. Lấy cái dòng. Ủa mà anh ơi, cái dòng này sao nó lại có những cái cục này ở đây là sao vậy anh? Để trang trí cho nó đẹp thôi. À trang trí đẹp đúng không? Rồi. Lắc đi. 2, 3, lắc. Khoan đã. Sao vậy?
Bây giờ mình phải đốt lửa lên nó mới đẹp. Anh ơi, anh ơi, cái này em chưa học mà anh. Vậy chứ hồi đó tao có học đâu mà bị bắt tao lắc. Khổ quá anh ơi. Đốt lên lửa nào. Anh ơi. Rồi sao nữa, sao nữa? Ê, thả cửa thở cũng lửa này. Trời ơi, anh ơi. Rồi, chơi. Một, hai, ba, lắc. Nhát. Rồi, chơi. Chơi rồi. Chơi đạp. Chơi đạp. Chơi. Chạy, chạy. Cậu ơi. Cậu ơi. Cậu, cậu ơi, mày đâu rồi cậu ơi? Cậu. Cậu ơi. Cậu ơi. Tao biết lỗi của mình rồi. Từ nay tao sẽ không đánh đập hành hạ mày nữa. Tao thương mày lắm. Mày mãi là bạn tốt của tao nha. Chó người, người chó. Tôi nổi hết da gà rồi nè. Hai cái iPad. Mày thấy đau ghê không? Mày thấy đau ghê không? Hai cái iPad luôn mày thấy ghê. Ủa rồi hai cái iPad này xài sao chứ phụ? Bỏ đi. Đừng quan tâm tới nó nha. Sư phụ buồn lắm. Không tin luôn á trời. Giờ tan ca đến rồi. Hành động. Con không có biết, bây giờ đừng có quan trọng điều đó. Con lấy những món đồ rất là giá trị. Đâu, đưa cho thầy coi. Đây, bóp tiền. Bóp tiền, giỏi lắm con. Điện thoại. Hay quá con ơi. Còn nữa sư phụ à. Cái gì nữa? Đây, sổ tay. Sổ, cái gì hả? Sổ liên lạc. Sổ. Sổ đầu bài. Thấy ghê chưa? Mày à, mày còn cái sổ gì mà nó ghê hơn nữa không? Dạ con. Sổ gì? Sổ lãi. Mày cũng điên hả? Mày lấy sổ lãi chi? Con lấy sổ lãi cho con. Con mập cũng được gì mấy con lãi á. Mệt quá. Nhưng mà đừng có quan trọng cái đó. Quan trọng là bóp tiền, nó rất là dày. Đúng rồi, bóp tiền. Bóp tiền, có cái gì trong đây? Bóp tiền. Không có tiền mà có bài không gì? Có chữ nè. Tụi mày đã bị bắt. Mình đã bị lộ chân tướng rồi. Rút. Quay! 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 Trời ơi, sao quýt quá vậy? Quay! Quay! Sao tự nhiên bắt sư phụ tôi? Mấy người công an, mấy người bắt tôi nè! Quay! 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 Ôi trời! Ôi trời! Ai! Ai! Trời trời, nói giỡn mày làm thiệt hả? Quay! Ai! Cái gì? Điện thoại! Alo. Tôi chính là kẻ bắt cóc đệ tử của ông đây. Sư phụ ơi, cứu con. Tôi muốn nói sư một điều là tôi... Sư phụ ơi, cứu con. Tôi muốn nói là với ông là sư phải phụ. Chị bắt cóc. Chị bắt cóc. Dạ. Chị đưa cho ông đệ tử em nói chuyện nghe. Chị bắt cóc. Sư phụ ơi, cứu con. Mày lên đây. Sư phụ ơi, cứu con. Mày có câu nào khác không? Mày cứ sư phụ cứu con hoài. Cứu con sư phụ ơi. Trời ơi. Mày có sáng tạo ghê đó. Hả? Bây giờ là mình bị bắt cóc mà đúng không? Hả, thì dạ, mình dạ. Cũng phải lịch sự. Chỗ người lớn người ta nói chuyện nhau mà trò cái mỏ vô sao ta nghe ta nói cái gì? Dạ, con hiểu rồi. Ngoan lắm. Dạ.
Sư phụ ơi, cứu con. Ủa, hình như chị mới bẻ cổ đúng không? Đúng rồi đó. Dạ, cảm ơn chị, nó nói nhiều quá. Bây giờ chúng ta trở lại đề tài chính được chưa? Dạ. Ông biết Vũng Tàu không? Dạ, em biết chị. Ông đến bãi trước. Bãi trước Vũng Tàu. Đi xuống biển. Đi xuống biển. Bơi ra bãi sau. Bơi ra bãi sau. Leo lên bờ. Leo lên bờ. Đi bộ ra bãi trước. Xí xí xí, đi bộ ra bãi trước làm chi? Cho khô đồ. Dạ, cảm ơn chị quan tâm anh nha. Giờ mình vô vấn đề chính luôn đi nha. Khi ông leo lên bờ, ông sẽ gặp một người giữ bức mật thư. Một người giữ bức mật thư? Đúng. Trong bức mật thư có ghi gì không? Địa chỉ nơi giam giữ đệ tử của ông. Địa chỉ ở đâu? 5B Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp. Dạ, chị bắt cóc ơi. Sao? Vậy cho hỏi em có cần ra Vũng Tàu không? Bây giờ chị nhắc lại một lần nữa nha. Em phải ra Vũng Tàu, em gặp một người giữ bức mật thư. Trong bức mật thư mới có địa chỉ nơi giam giữ đệ tử của em là 5B Phạm Ngũ Lão, Gò Vấp. Em hiểu chưa? Không, em là em hiểu chị rồi đó. Nhưng mà chị không có hiểu em. Bây giờ là em đã biết cái địa chỉ giam giữ đệ tử của em là 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp đúng không? Đúng. Đúng không? Đúng. Vậy em ra Vũng Tàu không chị? Bây giờ thôi không nói nữa. Bây giờ tóm lại em phải ra Vũng Tàu gặp một người giữ bức mật thư. Trong bức mật thư có địa chỉ là 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, không hiểu chưa? Không, bây giờ em biết cái địa chỉ đó rồi. Em biết chính xác luôn. Đúng không? 5B Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp. Đúng không? Vậy em ra đó làm chi? Đúng không? Phải giải thích tôi hiểu chứ. 500 anh em của tôi đã hiểu. Chỉ duy nhất một mình ông hiểu. Bây giờ ông không tới, tôi xử đệ tử của ông. Cấp. Alo. Ơi. Alo. Ơi. Alo. 30 phút mà đi ra Vũng Tàu theo bà nào nói chắc không kịp đâu. Thôi, được rồi. Mình sẽ sử dụng phép dịch chuyển tức thời. Tất cả mọi người hãy để ý. Đây là một cái khăn. Nó có phép ảo thuật dịch chuyển tức thời. Thời! Đối tượng đã xuất hiện. Bây giờ phải làm sao? À, đối tượng đã xuất hiện rồi thì hãy mau xuất đầu lộ diện luôn đi. Hey! Hey! Đang trong hơi mày. Đang trong hơi mày phá tao không mà. Alo, đối tượng đang trong hơi vì đối tượng bị bệnh. Phải làm sao? À, giết hả? Giết, ok. Dạ, giết. Anh ơi, giết. Mày khùng hả? Mày tao trong hơi mắc gì đòi giết tao? Ấy, giết em ông á, trời ơi, khùng dễ sợ. Ai, đứng lại! Gì vậy? Mày dám giết em tao à? Ai là người bắt cóc đệ tử tao? Em, xuất đầu lộ diện. Là sếp của em. Là ai? Là sếp em. Ai là người bị bắt cóc? Là con. Ai là chủ bắt cóc? Là tôi. Lộn rồi má ơi. Trời ơi. Chú phụ. Đệ tử. Trời ơi, con nhớ chú phụ quá. Chú phụ. Chạy. Nhanh. Trời ơi, ra đây luôn đi. Trời ơi. Thôi. Bớt chạy đi, mới chạy vòng sát sinh ba đứa rồi kìa. Thôi, tụi bay diễn dữ vậy. Trời ơi, người ta làm thì mình phải diễn chứ. Em lấy tiền mà chị. Tao trừ luôn hết. Ba là ai? Điều đó không quan trọng. Tại sao bà bắt cóc đệ tử của tôi? Điều đó không quan trọng. Tôi có mặt ở đây làm cái gì? Điều đó không quan trọng. Cái gì cũng không quan trọng thì bắt chi vậy má? Đi. Đi là giết. Trời ơi, cái này mới quan trọng nè. Điều đó không quan trọng. Không quan trọng. Đã nói là điều đó không quan trọng. Bà kêu bà bắn đi rồi bà chết luôn đó bà. Trời ơi. Ô, trừ luôn từng thằng hết. Tóm lại, tôi bắt hai người tới đây là muốn xem ông biểu diễn ảo thuật. Bà điên rồi. Tôi làm gì biết ảo thuật. Tôi chỉ là một ảo thuật đường phố. Làm sao làm được ảo thuật lớn cho bà coi? Nếu ông không nhớ thì để tôi nhắc cho ông nhớ. Đó có phải là đạo cụ đồ dùng của ông ngày xưa đã dùng ảo thuật hay không? Cứu em với sao vậy Thuận? Không phải là của tôi. Tôi không biết ảo thuật. Đi. Vậy thì chết. Mà không phải là ông, mà là đệ tử của ông. Nếu bà cần, tôi sẽ làm cho bà.
cũng được. Chú Hữu. Làm thử coi. Tôi mới gặp bà lần đầu, tôi có thể dùng trí óc của tôi đọc ra suy nghĩ và biết được số điện thoại của bà. Nói chuyện không chỉ lên đầu. Của bà. Làm đi. Được. Điện thoại đâu? Dạ ơi, con nhớ bao cấp âm những ngày trôi qua. Wow! Trời ơi, sao chú Phụ hay vậy? Sao chú Phụ biết được số điện thoại bà? Bà mới gọi tao nhật ký điện thoại vẫn còn mà. Thôi ngay con đồ bẹp đó đi chứ. Bây giờ sao? Bây giờ tôi không cần nói nữa, mà tôi có thể biết số điện thoại của ba thằng đệ tử của bà. Bằng thức thôi miên. Hãy ngủ đi. Ôi! Wow! Sư phụ xuất sắc! Đỉnh đó mày! Đỉnh! Vậy còn người kế tiếp? Người kế tiếp mà hãy ngủ đi. Ôi! Wow! Con không thể nào tin được sư phụ! Tao cũng không tin tao luôn mà! Đỉnh của đỉnh! Vậy còn người cuối cùng? Người cuối cùng mà hãy ngủ! Ê ba, em gào ấy chị. Ba mày gọi đúng chỗ lắm. Trời ơi, con chưa kịp là làm đi. Làm lại. Hãy ngủ đi. Ê! Trời ơi chị ơi, anh có số điện thoại em thiệt mà, hay thiệt. Mà sao em tắt nguồn? Ủa sao em có hai cái điện thoại nè chị ơi? Cây này ê! Vui đó chính là một bài đầu. Ông không được giỡn mặt với tôi nữa. Tôi giỡn bà nào? Nếu như ông không nhớ thì bây giờ tôi sẽ nhắc cho ông nhớ. Ông nhắc cái gì? Ông phải biểu diễn một trò ảo thuật đã đưa tên tuổi của ông lên hàng ngôi sao trong làng ảo thuật. Ôi! Tôi có biết làm cái gì đâu. Ông đã gần nhớ ra tất cả mọi chuyện rồi đó. Tôi chắc chắn làm xong trò này ông sẽ nhớ hết tất cả thôi. Đó là trò gì? Trò gì? Cứu học trò của ông trong biển lửa. Bắt nó! Cái gì vậy? Em ra! Ông làm cái gì vậy? Cứu lấy học trò của mình đi! Hãy cứu lấy học trò của mình đi! Nó sẽ chết trong biển lửa! Đi tử! Con sư phụ ơi! Sợ lửa, con muốn chết sư phụ ơi. Sư phụ cứu con. Sư phụ ơi, sư phụ cứu con, sư phụ ơi. Cứu em đi anh ơi, cứu em anh Nam ơi. Lửa lớn lắm rồi, anh chạy trước đi, anh chạy trước đi. Thôi thì mình cứu, tôi đã mất một người thân rồi. Bây giờ, tôi không thể làm mất một người thân nữa. Sư phụ sẽ cứu con đây. Tại sao lại là bà? Tại sao lại là bà? Em làm tất cả các chuyện này là muốn anh nhớ lại 20 năm trước. Anh là một Lê Nam, một nghệ sĩ ảo thuật tài giỏi. Bà nói cái gì vậy? Tôi là ai? Tại sao trong lòng tôi lúc nào có tiếng nói? Tôi là ai? Anh là Lê Nam, một nhà ảo thuật tài giỏi. Tôi nhớ rồi. Hai năm trước tôi là một nhà ảo thuật. Tôi là một nhà ảo thuật. Nhưng bà là ai? Tại sao lại biết tất cả cuộc đời của tôi? Anh nhớ tất cả mọi thứ mà không nhớ em sao anh Nam? Em là Đào, bé Đào, bạn diễn của anh à. Anh nhớ em không? Không. Tôi đã thấy Đào chết trong biển lửa rồi. Làm sao cũng có Đào nào đứng trước mặt tôi nữa. Đào chưa chết. Đào may mắn thoát được khỏi đám cháy đó. Và em bị bỏng rất nặng. Em đã phải trải qua một đợt điều
điều trị rất dài để mà có được nhân dáng như ngày hôm nay. Em biết là nhân dáng của em không còn như ngày xưa, nhưng mà em là Đào, Bé Đào, bạn diễn của anh nè, anh Lê Nam. Anh tin em đi. Không, tôi không tin. Làm sao tôi có thể tin được? Trước mắt tôi nhìn thấy người bạn diễn tôi chết mà. Anh đã sống trong dây dứt rất lâu. Anh đã trải qua một đợt điều trị rất dài trong bệnh viện. Nhưng mà không sao. Anh Nam ơi, hãy trở lại là Lê Nam. Lê Nam tài giỏi ngày nào của em nha. Nhưng mà tại sao em biết tất cả cuộc đời của anh vậy? Là con đó đó sư phụ. Con đã kể hết tất cả cho sư mẫu nghe. Con không biết tại sao á mà sư phụ có cái sức hút gì á mà ngày xưa sư mẫu á dạo chết luôn á, cho tới bây giờ vẫn chưa hết dạo mà bỏ hết tất cả để mà theo sư phụ. Con không hiểu luôn á. Sư phụ lúc nào cũng yêu sư mẫu chân thành hết. Tình cảm của sư phụ dành cho sư mẫu là một trái tim tuyệt trai. Nè anh Nam, bà thấy tôi thổi bà nhiệt tình lắm. Lỡ tôi chết rồi bà bỏ tôi lần nữa ha. Không, anh cứ biểu diễn đi, em không sợ đâu. Anh Nam rất là chịu khó, nói chung là thôi thì chưa một lần nào làm thì mình chơi cái nào khó chút xíu đi. Anh Nam nói thôi cho anh làm với lửa, là thổi lửa. Anh Nam nói anh không biết tâm anh làm cho bằng được cái chuyện đó. Dạ vâng ạ, cảm ơn đạo diễn Vũ Trần rất nhiều. Thật sự rất đáng quý với những cố gắng và nỗ lực của anh Lê Nam để có thể truyền lửa cho quý vị khán giả. Và cái giá phải trả là không còn sợi râu nào cả trong suốt quãng đường vừa qua. Dạ, đã tập luyện rất là cực lực. Tôi có cạo trước rồi. Ủa vậy hả? Bắt đầu là trái rồi rủi hết lo râu. Không biết là bạn cố vấn của chúng tôi có ai đã từng thử thổi lửa chưa? Hồi nãy giờ tôi ngồi tôi nghe hai người nói cái chữ thổi lửa rồi đó. Phun lửa. Cái này người ta phun lửa hết. Dạ. Người ta phun mệt gần chết rồi kêu thổi. Cái ông cố vấn này cũng vậy nè. Cái đó là người ta phun lửa. Còn thổi lửa là ông ngồi dưới bếp, ông cầm cái ống tre, ông thổi, gọi là thổi lửa. Để chưa, nói em là Linh khó tính mà không ai tính. Không khó không? Tôi khó đáng lý là tôi không khó với ông này đâu. Tôi không khó với ông này mà tôi khó với ông đó. Dạ, ông dạ. MC gì mà duyên dáng dữ vậy trời. Đó con mèo suối ăn chặt em. Trời ơi, em thấy anh Hoàng là xuất sắc luôn á. Tại vì anh luôn mang tới nhiều tiếng cười đến cho mọi người. Mình sẽ có thái độ của em thôi, mình quay lại với anh. Cuộc thi của anh mà đúng không? Có những gương mặt mà mùng 1 Tết tôi không dám gặp, đó là Lê Nam. Sao vậy? Gương mặt lúc nào cũng buồn. Gặp là mặt buồn lắm. Mặc dù cười anh lớn nhưng mặt vẫn buồn. Sao ngày hôm nay phi lòng? Không biết. Do cái ống phi lòng nữa. Nam phát hiện thêm phi lòng. Ở trên cái mặt đó, trên cái đó. Bây giờ tôi nhận xét vào tiết mục nha. Các bạn có cái tứ rất là dễ thương, nhưng có những cái tiểu tiết mà chúng ta cần phải lưu ý để cho nó hoàn hảo hơn. Đó là khi Hồng Đào bước ra lần hai, thì một cái sự khôn khéo của các bạn là dùng một cái bao để trùm cái đầu người này lại. Nhưng các bạn lại quên đi rằng cái đầm ở dưới. Riêng đối với Lê Nam á, em bắt đầu có sự chuyển biến. Em cũng hết cái rụt rè chậm chạp như hồi trước đây. Chúc cho Lê Nam cũng như tất cả các bạn thí sinh chúng ta ngày càng sáng tạo hơn nữa. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn em. Chúng ta tới rồi, Thủ Nhi. Thôi, tao sốc nhạc luôn, cao xí.
Cái gì vậy? Chỉnh lên cái đã. Tít. Cất cái dĩa ba đi. Thấy chưa? Thấy rồi. Tới quang đảo của Mai Anh Tim rồi à? Chứ sao nữa, theo cái định vị toàn cầu GPS thì đây đúng là cái quang đảo mà Mai Anh Tim sinh sống. Ha ha. Vậy còn chờ gì nữa? Ừ. Chúng ta hãy đi tìm Mai Anh Tim đi. Mà khoan khoan khoan. Hả? Mai Anh Tim ra làm sao? Đơn giản thôi. Đây là cái đảo quang. À, chỉ có một mình Mai Anh Tim sinh sống thôi. À hả? Bây giờ gặp bất cứ người đàn ông nào thì đó chính là Mai Anh Tim. Nhất trí. Ừ. Có đôi dây. Mai Anh Tim. Có đôi dây. Đây, 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 nghe nè, phải mà anh tìm không? Đúng rồi, đúng rồi. Cuối cùng thì ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ giết ma anh tìm. Đã tạo huynh đệ đã giúp. Bao, bao, bao lại cái đã, từ từ. Nó giết, giết chết rồi. Chết rồi, chết rồi. Đợi xíu, đợi xíu. Có chết một cái sạc luôn. Đợi xíu. Để ta coi lại cái tài liệu cổ. Coi lại. Đúng ra là Mai Anh Tim không có chết. Hả? Mà sao kỳ vậy ta? Nếu mà tính theo cái quãng đường mà Mai Anh Tim chạy, chia cho cái thời gian ra cái vận tốc á, thì Mai Anh Tim có lẽ là đã thoát chết rồi. Mà tự nhiên mày ra mày cản, chia cho bị chém. Mai Anh Tim chết là do mày. Tao sẽ ghi vào sử sách để sau này dạy cho con cháu. Người ta nói vậy sủ gì quá không sai. Đúng là đồ trẻ trâu. Mày làm ăn cái kiểu gì vậy? Bây giờ sao làm như vậy là chết tôi rồi. Đơn giản, mình có cái cổ máy thời gian. Bây giờ mình tua ngược lại rồi mình làm lại. Hiểu không? Làm liền. Tua. Hay quá. Tua hay dễ sợ. Sao y như phi quạt quả vậy? Nè, bây giờ bấm play cái là diễn lại nha. Rồi. Nhớ, đừng có cản ông nữa nha. Biết rồi. Có đời ơi. Cô đời ơi! Bên này! Tiếp! Không những tôi không cản mà tôi còn tỉ đường cho ông chạy nữa. Vẫn ban thẳng cho hai thích khách không biết làm gì. Sủ Nhi vẫn là Sủ Nhi nha. Hồ đồ nông nổi lắm nha. Là sao? Thì mày đứng yên đi. Mắc mớ gì mà kêu chạy đi. Khoa học có nghiên cứu, tâm lý con người thay đổi theo từng khoảnh khắc. Ông gặp mẹ ông giật mình, ông quay lại ông bị chết luôn à. Ủa sao lần nào cái tôi cũng sai hết vậy? Mày sai lắm luôn á Sủ Nhi ơi. Vậy giờ sao? Tua lại làm lại chứ sao? Nấp cho luôn đi. Làm đi. Tua. Nấp vô. Tua đúng dễ sợ. Vô. Lại nè. Nấp. Cứu rồi ơi. Cứu đi. Ê làm sao? Ê, nếu tao không bấm bao ông chết nữa đó mày. Ê, tôi không hiểu luôn sao mà ổng giống như bị ghiền kém hay sao á. Thôi bỏ cái vụ này qua một bên đi. Quan trọng là cứu được Mai Anh Tim. Hai này tính sao? Trời, đơn giản thôi, bây giờ mày sửa dáng lại cho hai tụi nó xử nhau, tao bấm play cái là xong. Ok. Ha. Xử Mai Anh Tim á. Ngon quá. Cho tự hai tụi mày tự xử nhau, biết hay không? Ê! Mày làm gì vậy? Bình tĩnh là cho này đâm này. Này tức quá quay qua chém này. Mày có thể nghĩ ra cái thế chém nào nó đơn giản hơn không? Bưng thằng này về chỗ cũ. Rồi. Nè, này chỉ chém xuống đúng không? Sửa này chém qua cái xong rồi. Hiểu chưa? Rồi. Nè, coi hai tụi nó xử nhau nè. Tao quên tính cái lực sấy. Nó sấy vô cái xém gớt ở lỗ tai. Cũng hên á. Tụi mình đâu có giám sắc á, nó không được chết rồi. Đúng rồi. Hay quá, tụi này chết có tâm ghê. Chết mà ráng hết cho tới trọng khỏi dọn xác ha. Ân Nhân. Kìa. Ân Nhân. Ân Nhân ơi, cảm ơn người đã cứu ta. Cảm ơn hai Ân Nhân đã cứu ta. Cảm ơn người. Không vậy. Bị quản. Không vậy. Không sao, nè. Thương. Không có gì hết. Bây giờ Mai Anh Tim cứ yên tâm. Có em đem tắc khe hết ha. Ok. Mai Anh Tim mình làm dưới ghệ mày vậy? Không, đang quản. Chăm sóc mà dỗ dành thế kia, để tao nói chuyện. Anh Tim. Đúng anh Tim không? Đúng rồi. Ừ,
Rồi anh Tim ở đây rồi, chị Trương Quỳnh Anh đâu? Hả? Chị ba! Ông này là ông tổ của ngành marketing. Cái gì mà ông tổ ngành marketing là sao? Để tôi giải thích cho ông hiểu. Ừ. Marketing có phải là người đầu tiên trồng ra trái dưa hấu không? Đúng. Ông trồng cái dưa hấu, ông mới khắc tên ông lên. Ông mới in cái logo của ông lên, in thêm cái địa chỉ nhà. Cái ông thả con dưa hấu trôi ra biển. Ai lụm được liên hệ với ông làm ăn kinh doanh buôn bán, có phải ông thành công chưa? Trời ơi! Hay quá luôn á. Đã là hai ân nhân. Không. Anh mang tim. Anh đừng gọi em là ân nhân. Có thể sau này em sẽ gọi là ân nhân đó. Là sao? Nói thiệt với anh, em đến từ năm 2016. Giao thời đó, dưa hấu đã hoàn toàn tuyệt chủng. Em và bạn em rất có tâm, đã sáng tạo ra cái máy vượt thời gian, đi về quá khứ, mục đích tìm gặp anh. Tại vì chỉ có anh mới là người sở hữu ra cái loại dưa hấu loại 1, cái đời F1, cái đời original, anh hiểu không? Dạ. Nói chung là cái giống dưa hấu anh tinh khiết, thuần chủng, em thích lắm, em muốn em cho em một trái dưa hấu. Thì ra là trái dưa hấu. Dạ, cho em xin trái dưa hấu. Là trái gì? Từ khi tôi sanh ra tới bây giờ, từ kinh thành cho tới nông thôn, từ đất liền ra tới quan đảo này, tôi chưa bao giờ nghe tới trái dưa hấu là trái gì hết. Lên lâu chưa? Tôi mới vừa lên tới đảo, gặp hai tên kia truy sát tôi, thế là gặp hai ân nhân. Hai ân nhân đã cứu mạng tôi đó. Mới lên đảo ba, ba chọn thời điểm gì kỳ vậy ba? Thì... ba làm như vậy là chết tôi rồi. Đó. Cái máy của tôi là chỉ định vị được cái khoảng thời gian là của thời mang tim thôi. Còn cái lúc nào mà ông tìm được trái dưa ông cứu nội tôi cũng không biết nữa. Vậy bây giờ sao, không lẽ chờ nữa? Thì chứ bây giờ để tôi coi, tôi tài liệu sách cổ. Coi lại coi. À, trong đây có ghi là Mai ăn tim bắt gặp một loài chim lạ đang ăn một cái quả gì đó lạ. Mới lụm ăn thử rồi đem về trồng. Đi ăn, để tôi. Anh tim. Anh có thấy con chim nào mà nó lạ lạ, anh ăn cái gì lạ lạ chưa? Chim thì thấy rất là nhiều. Ừ. Nhưng mà chưa thấy chim lạ. Tại ông không á? Nghiên cứu kỹ, không chịu nghiên cứu kỹ. Ông Nhân ơi, phải đúng cái thời. Không để đang bàn công chuyện. Ông Nhân ơi, chuyện quan trọng lắm. Ông Nhân ơi, nói chuyện kỳ vậy? Đúng nè, con chim này từ trước tới giờ là lạ nhất luôn á. Đó. Mai An Tim thấy con chim, xử nó. Giờ sao? Thôi đưa ra đây. Thôi đưa ra đây. Trong miệng nó thế nào cũng có miếng dưa hấu. Mau trong miệng nó ra. Rồi, mau ra. Để mày đây. Đâu? Chạy khí. Ân Nhân ơi, cứu mạng Ân Nhân ơi. Ân Nhân ơi, cứu mạng. Cứu mạng Ân Nhân ơi. Ủa rồi, ở đâu lòi ra cha này nó vậy? Thằng cha này rớt trúng là con chim á. Ê, cái hình này quen lắm nè. Gặp đâu rồi à? Con chim. Cha này nhìn mặt gian gian, thích cái bị bự. Có trái khế. Này là gì? Ăn khế trả vàng ba. Ba trời, người ta chết luôn rồi ba. Từ coi. Giờ sao? Trong cái tài liệu sách cổ có ghi là người anh cưỡi con chim đi đến một vùng đất lạ để lượm vàng, mà quá tham lam lấy nhiều vàng trên đường về nặng quá rớt xuống biển chết. Nhưng mà ở đây là do mày chọi chết. Mày là hung thủ, tao sẽ ghi vô về dạy cho con cháu. Ghi đi, chắc mình tao chọi à. Quên. Đoạn này khỏi ghi. Bỏ đi. Bây giờ ê, ơi, ơi, Nhân ơi, còn sống không Nhân ơi? Còn sống không Nhân ơi? Anh ơi, xin lỗi gia đình, chúng tôi đã bó tay. Ráng vậy mày cõng cha này về chuyện của mày đi. Trời, tự nhiên qua đây làm mệt quá. Vậy đi cha. Bởi vậy nói thiệt chuyện này chứ. Ê, còn cái túi nè. Ê, khoan, gì vậy? Hả? Cái túi để quên hả? Dạ. Giang, lời. Cái bà cho bay luôn thì bay đi. Ê, mình chia sao? Ủa, du duyên ba người đây, chia 5 đi. Ngon lành. Ê, trời, cục này bự rồi. Lại. Ê, không phải vàng nữa. Lại.
không phải luôn. Gì vậy? Gì vậy? Gì vậy? Số tầng đồ ăn vậy trời. Khoan. Chuyện bởi vậy chuyện hồi xưa hư cấu không? Nghĩ sao mà nói? Cha đó cưỡi con chim về lấy vàng nặng quá rớt xuống biển chết. Ai về trên đường đi chết bà rồi. Cái này là đồ ăn chữ đi dọc đường nè. Trời đất ơi, thiệt tình luôn á. Làm như vậy là chết rồi. Hoàng ghê, hoa ăn miếng ngồi chờ đói. Thôi tôi lúc ngồi chờ ăn đi. Mày ngon thiệt đi. Ngon thiệt. Ngon không? Ba! Dừa hao. Có rồi. Để tao gọi Mỹ Thiên vậy. Gọi Mỹ Thiên. Đây là cái trái mà hai người đang tìm à. Cụ giữ đi. Cụ sẽ là một người được nhớ trong sử sách mãi mãi. Nó nghe nè. Chuyện hồi xưa hư cấu không à. Ừ. Nói cụ kiếm được này do con chim ai về là do tụi con á. Dạ nha, gắn chồng nha. Dạ. Cảm ơn cụ nha. Hưng lên. Ừ, lên đi. Bye bye lên. Hưng lên. Mày làm gì vậy? Hồi nãy nghe tao nói hả? Tao muốn là người giàu nhất cái Thái Dương hệ này. Mày giàu nữa là hai người giàu đâu có được. Thằng khốn nạn, tao tập nào mày cũng đóng vai ác nó vậy. Lại đi. Tập này mà tao qua được, tao đóng vai hiền, tao hứa luôn nha. Đồ khốn nạn, mày phải chạy ra. Cái gì vậy? Thằng ức. Thằng cái gì vậy? Ê! Thằng ơi! Không lẽ sắp nổ trời! Quay! Wow! Sáng sớm mày làm gì la lối ông sờm như vậy? Mấy mày! Tại vậy? Cặp cái dưa hấu quay á! Mày cắp của tao đúng không? Bình tĩnh! Câm cái miệng lại! Mày nghĩ mày là ai rồi dành công với tao mày? Tao nói cho biết tao sẽ là người giàu có với cái Thái Dương hệ này! Mày chờ đi! Ha! Thằng khôn! Gì? Dưa hấu hả con? Dưa hấu ế. Gần 30 Tết rồi chưa bán được. Té đi bà con của bác ơi, té đi. Té đi. Ui, làm sao thời này mà có dưa hấu không? Lì xì. Té đi bà con, Té đi. Té đi vậy ơi, té đi. Trời tráng sĩ. Tráng sĩ mua bài lơ lì xì đón tài đón lộc về nhà mừng xuân Bính Thân 2016. Mừng Bính Thân? Dạ. 2016? Dạ. Mẫu mới đẹp lắm á, em mới in á. Thằng xối ca. Mày dùng đồ mất mày hại tao. Dạ. Mày tính ngược thầy lai là tao không về được cái thế giới của tao. Xối ca. Ôi anh là mày gì là xối ca. Mày là xối ca. Bậy. Phải không? Em là Linda. Bạn trai em mới là sói ca. Mày cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy trời? Mấy anh bảo vệ ơi, mấy anh văn phòng ơi. Bắt nó giùm em. Trời ơi, quỷ này nó bị ngáo đá. Trời ơi, mới tránh sớm chạy ra đi rồi hãm hiếp em anh ơi. Trời, nó ghê quá. Bắt nó lại đi anh ơi, bắt nó lại đi. Mày trả cái viên thiền cho tao về thế giới của tao. Chết rồi, tới mức độ đó luôn rồi hả? Mấy anh mấy chị có ai lấy cái phi thiền trả cho nó về kìa mấy anh mấy chị ơi. Trời đất ơi, đâu ra vậy trời? Tôi hỏi anh là ai? Đâu ra? Ở đâu ra? Im đi. Ta là người của tương lai. Ta đến từ năm 2016. Ta tên là Sủ Nhi. Rồi, đúng nó luôn rồi, Sủ Nhi, mấy trẻ trâu nè. Mày ăn chơi cho đã cho mày ngáo hả mày? Mày muốn trả về thời của mày hả mày? Mấy anh cho nó về biên hòa thẳng tiếng. Bye bye mày bây giờ. Trời ơi quá đi hả? Thiết tình. Gặp toàn nước gì đâu. Nhưng mà thôi, Linda cũng không quên chúc quý vị một năm mới vui vẻ. Xin chào. Nhóm Hey Men bắt đầu. Mọi người ơi, biết chuyện gì chưa? Chị Kiều Anh biết chuyện gì chưa? Anh Dân Sơn biết chuyện gì chưa? Chị biết chuyện gì chưa? Thật ra tôi xuất hiện trước cho khác với số đầu thì có gì trơn trọi. Dạ, cảm ơn bà chị đã làm thay đổi mà không vui lắm nha bà chị. Nó nghe nè, vậy mới đâm toàn nhát nữa đó.
người ta giới thiệu cho nhân vật. Dạ dân, dạ chào mừng tất cả mọi người đến với cái xóm này. Dạ tôi là ông già, đây là bà dì em bà già. Dạ bà già là bên này. Rồi có chuyện gì nói tiếp đi quý vị. Năm mới mà buồn quá à. Sao buồn nữa? Năm nào Tết đến xuân về, mở mắt ra, có dọn mâm bánh mứt ra ăn, xong rồi bánh chưng bánh tét ăn ngập mặt cho qua cái Tết ngày này tháng nọ. Ít ra Tết tới là nhà cửa phải thay đổi trang hoàng chút xíu, hiểu không? Ê, bây giờ tôi muốn học thêm mấy cái nhà tri thức đó. Năm mới cái tiện treo mấy câu liễn, câu đối á, cho mình nhẹ hên lên, hiểu không? Đúng rồi. Mà ngặt nổi á, không có biết viết sao cho hay. Ê, ê, để tôi cho bà mấy chữ nha. Chữ gì? Minh dự. Gió bất về, xác xơ những bụi. Tết nhất ra thằng đó nghiệp chướng cả nhà, nghe không? Có ai giúp tôi viết chữ không nè? Có ai giúp bả không kìa? Tôi! Tại sao ai đỡ ché cái tâm niệm của nhà tôi là trời hả? Trời ơi trời, tâm ai chơi kỳ... Tâm niệm tết nhất của tôi treo lên mà ai xé mất tiêu qua tâm niệm bốn chữ của tôi nè. Trời ơi, ai chơi kỳ vậy? Bà diễn xạo vừa vừa có chữ nào đâu mà xé không biết. Mày ngu quá à! Mày phải nhìn! Mình phải nhìn bằng cái tận trái tim mình, à, mình tức mới là thấy chữ. Tịnh tâm mới thấy chữ hả? Ừ hay em quá. Ở trường người ta có dạy đơn nguyên tưởng tượng đó em. Dạ hả? Ừ. Rồi được rồi, bây giờ bốn cái chữ của bà là chữ chị gì nói vậy? Chuyện mà không ai hiểu hết trơn. Đơn nguyên tưởng tượng. Kệ chị. Thôi giờ được. Nó nghe này, viết chữ gì mà tiếc nuối dữ 4 vậy? Bốn cái chữ, chữ gì? Một lát nữa mới viết làm treo lên. Chữ gì? Mà nó rách rồi. Chữ gì? See you again. Tết mà viết chữ gì kỳ cục vậy bà? Thì đó, see you again. Xé lần này xài lại lần sau quá bà nội. Ủa chứ cái chữ đó là trời, không phải lộn rồi, cái chữ đó là cái gì? See you again đó là bà tính treo ở đâu? Tôi tính treo trong nhà mà lộn phải chữ đó. Chữ gì? See you again là treo đít xe. Ừ, xe đụng mà chết à. Chứ... Ủa chứ cái chữ đó nó phải là xin đừng hôn em hả? Hey, see you again kêu đít xe là đụng tôi nửa đi đó bà. Trời đất ơi. Trời ơi vậy? Tết nhất hai bà nói chuyện gì đâu đụng này kia nọ không à? Có cái chữ nào Tết để viết lên cho đẹp không? Cho bà mấy chữ đi kìa. À, bốn chữ hả? Chữ gì? Bà già bị mập. Chị cũng viết bốn chữ tặng qua nhà em. Chữ gì? Mập đè răng hô. Tôi cũng đối lại bà. Chữ gì? Răng hô cặp mập. Cặp đi, cặp đi. Thưa cặp đi, 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 đưa cặp lần nữa coi. Ủa sao dài quá vậy? Có bốn chữ à? Mày ráng lắm, mày khoái làm tùm lum lắm. Hai bà nha, thiệt luôn á. Bốn chữ thôi. Bốn chữ hả? Thôi bây giờ mình đề bốn chữ cho ba đứa mình luôn đi. Chữ gì? Nói hoài hồi nhây. Đó, đúng rồi ha. Được. Nhây lắm. Thôi bây giờ này vô thẳng vấn đề đi. Ừ. Bây giờ bà muốn là kiếm ai để viết mấy cái chữ này cho bà đúng không? Thì kiếm ai đó mấy... Tôi có luôn đó. Lên sấm trên luôn đó phải không? Biết hay vậy. Biết hết á. Bên mấy người giỏi giỏi lên sấm trên ở hết. Mà cụ anh Kim Sơn mua nhà trên sấm trên hết đâu. Gì vậy? Ừ, còn sớm thì ba yêu tin mình ở thôi. Ừ, đúng bây rồi. Giờ còn rồi. Ai vô đây chơi ha, buồn còn, quá. Tôi biết được cái nhóm đó nha mà đặc biệt. Biết nhóm chữ không? Biết chứ. Nghe nói nó giỏi lắm. Thư giỏi pháp. Chữ nghĩa phải không? Rất giỏi chữ nghĩa. Thư pháp. Ăn nói lưu loát nha. Trời ơi, cái nhóm này toàn đàn ông không? Vậy đó hả? Ừ. Sao ông nói cái chữ toàn đàn ông không mà cái mặt ông có vẻ thích quá vậy? Cái nét ngộ là toàn đàn ông không. Mà con mắt chớp chớp long lanh nha. Toàn đàn ông không. Kiểu vậy đó. Rồi để bà vô đi. Thôi hiểu rồi, ông đàn ông, đàn ông mặc áo hồng, đàn ông kêu vô đi. Đi vô đây. Sao mày biết? Ủa? Hey, đi vô. Yeah. Yeah, sao mày biết? Ok. Ê, hey, xí xí. Okay. Ủa, chăn chương mà sao có sách cái lo kéo kéo vô nữa? Ê, hey, yeah. Đi ăn Tết thì đi chém lộn. Chém lưỡi liềm chi vậy con? Không có, tại vì hết động đụng lấy có này vui vui lấy đại thôi. Vui quá. Dạ. Mấy người có biết văn chương thơ ca thi phú rồi không? Trời, văn chương là một bụng. Vậy đó hả? Văn chương nhìn bụng là biết có văn chương liền. Trời, văn chương biết chút xíu thôi. Thời tao văn chương dữ lắm. Dạ. Rồi. Bây giờ có chuyện gì mà kêu réo tụi con dữ vậy? Bây giờ nhà tụi tôi á muốn có câu đố rồi. Văn chương Tết. À, câu đố văn chương. Mấy người có biết làm câu đố, làm thơ, làm văn rồi cho vui rồi hả? Trời ơi, tưởng đâu gì văn chương đúng không? Rồi vui nha. Dễ ẹt thôi. Dễ ẹt hả? Mà sao đầu năm đầu tháng đi đâu ra đường mà trời môi chê tao quá vậy? Mai là nhà tao không có buôn bán, tao buôn bán tao đốt phong long rồi. Ờ, sao chè mo chê? Ê, tôi nói giống đậu khoa. Trời ơi! Trời ơi! Hai đứa mày, trời xanh một cảm. Ờ, y chang đậu khoa luôn rồi. Bà thiếu. Gì? Ê, có tức phu thề ghê. Ừ.
phải. Nó chém một cái mà luôn á. Đúng à. Rồi bây giờ nè, thử thách trước đi. Thử thách trước đi. Bà trước đi. Bà thử thách phu thê bà trước đi. Bà thử thách đi. Thử đi. Thử coi sao. Năm nay nhiêu tuổi thế? Nói thiệt á, tao nhìn mặt mà tao cũng ngượng miệng tao lắm. Đã ngoài 40 rồi con. Ngoài 40 rồi em. Ngoài 40. Hay. Nhìn gì hay hay? Có gì hay hay đó à. Em bây giờ nè, nói chung là già rồi. Xúc luôn rồi kìa đó. Già rồi, lẩm cẩm, không có nhiều chữ nghĩa. Giờ muốn treo câu đối ý nghĩa treo lên tường nhà cho hên. À bây giờ là muốn có ý nghĩa câu đối là treo lên tường đúng không? Ừ. Sở thích của thím là cái gì? Thích hả? Thích ăn kem. Thích ăn cà lem kem chuối đúng không? Ừ. Ăn cà lem kem chuối là mình sẽ ghi cái câu gì trong đây ta? Suy nghĩ. Cà lem kem chuối. Kem chuối, suy nghĩ đi. Cà lem kem chuối là đúng 4 chữ rồi đó. Cà. Muốn ghi mấy chữ nè? Cái gì đó đi. Bây giờ nè, thôi bây giờ cho vậy cho dễ nè. Ừ, sao, bây giờ sao? Thôi bây giờ á. Sao cho dễ đi nè. Cho dễ nè. Tự suy nghĩ lâu lắm mất thời giờ. Bây giờ bà già sẽ cho ra một cái câu lục bát. Giống như cho câu 6 chữ, mấy người đó lại câu 8 chữ in vô. Lục bát. Rồi, gọi là điền vào chỗ trống cho vui đó. Điền cho tôi vui nè. Nè, là mấy người điền, một tôi điền thì thử thách tôi dữ vậy. Ừ. Trời ơi, nguy hiểm lắm nghe. Rồi bây giờ nè, thí dụ là câu 6 chữ đi coi nha. Tết này tôi thấy hơi buồn, cho nên tôi muốn chấm chấm cho vui. Một người làm thôi, ông này làm, làm ông này làm ba trước. Người kia không có được nói. Nhắc lại, Tết này tôi thấy hơi buồn, cho nên tôi muốn chấm chấm cho vui. Mà mình nói cái văn nào đi đó đừng hổ thẹn hàm răng mới làm của mình. Biết rồi. Nè, thể hiện nào, thể hiện mình là anh lớn của nhóm nào. Đi. Anh lớn đường chết trước đó. Đi, để coi, sao? Tết này tôi thấy hơi buồn. Cho nên tôi muốn á. Ừ, vô là dư chữ. Nhường chơi. Vậy nói vậy. Ý của anh là, ý của anh lớn tôi nói là đọc lại tôi nói cho nghe. Tết này tôi thấy hơi buồn cho nên tôi muốn nghỉ chơi. Đó. Cái gì? Cái gì không có nghe. Tròn dành rõ chữ đi. Cho nên tôi muốn bắt chuồng chơi. Trời ơi. Cái câu người ta dễ quá. Sao không nói? Sao không nói? Tại vì ngại cái miệng hàm răng thôi. Cái hàm răng gì mới làm sao mấy triệu mà nói không được cái gì. Tiếp câu. Dạ còn câu nữa nè. Câu gì nè? Bạn đố đi. Tính tới bạn này. Sao hàng đi. Phải đố thử đi coi sao nè. Nè. Đêm qua nằm ngủ một mình, nửa đêm bỗng thấy rung rinh trong quần. Hả? Cái gì vậy? Đố hết luôn. Bỗng cái gì hết. Chưa. Chưa hết. Thò tay bóp bóp cái quần. Trời ơi. Hú hồn. Chấm chấm. Trong quần nó rung. Trời ơi, cái này dễ chết lắm nè. Suy nghĩ biết không? Nói lại từ câu đi nè. Đêm qua nằm ngủ một mình. Nửa đêm bỗng thấy rung rinh trong quần. Thò tay bóp bóp cái quần. Hú hồn. Chấm chấm. Trong quần nó rung. Thò tay bóp bóp cái quần. Hú hồn thì mọi trong quần nó rung. Trời ơi. Tôi nghĩ hai người này chắc có đi tấu lén với nhau rồi. Cho nên cái thơ này là dễ biết quá à. Bây giờ tôi cho tới tôi đố lại được không? Đâu có được. Đó ra đây đi. Đó lại. Đố câu nào được. Đây biết nè. Quyết định là tấu luôn hả? Bây giờ là thể thơ là có nghĩa là 6 8 đúng không? Là trên 6 dưới 8 đúng không? Ừ. Đố nè. Đó 6. 1 2 3 4 5 6. Ở dưới là gì? Mấy cái gì? Ê, nói thơ hay là toán học vậy con? Vậy sao có 6 dần nữa chứ? Rồi bây giờ chơi luôn nè. Đừng có 7, 8, 9, 10 nha. Không hề. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đứa nào hỏi số, tao xách dao chém liền. Hay quá. Hay à. Trời ơi. Có cái mùi tấu tấu ở đâu đây nè. Đổi người đi. Tới bà đi. Tới người khác đi. Rồi tới con gì? Rồi ra đây. Nói giùm tôi 3 lần, nói nhanh 3 lần. Hộp dịch luộc rồi lộn, lộn rồi luộc, nói nhanh 3 lần. Hộp dịch luộc rồi lộn. Nói đi. Hộp dịch luộc rồi lộn.
Lại tiếp. Nói nhanh ba lần. Cái câu gì vậy? Hốt dịch luộc rồi lộn lộn rồi luộc, luộc rồi lộn lộn rồi luộc. Hay da cẩn thận. Hốt dịch luộc rồi lộn lộn rồi luộc, luộc rồi lộn lộn rồi luộc. Ba lần ba. Ba lần đó. Hốt dịch luộc rồi lộn lộn rồi luộc, luộc rồi lộn lộn rồi luộc. Hốt dịch luộc rồi lộn lộn rồi luộc. Em biết luôn, em biết là ở đây là anh được ưu ái nhất. Có. Mấy con này dễ lắm. Dễ không? Dễ không? Giờ nói nhanh 6 lần nha. 6 lần nữa. Qua. Rồi. Mặt mập, mặt mập, mọc một mục bụng. Mặt mập, mọc một mục bụng. 6 lần, nhanh. Mặt mập, mọc một mục bụng. Mục bụng là gì? Mục bụng. Mục bụng là gì? Mục 3 lần. Mặt 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 mọc một mục bụng. Trời ơi, mục bụng. Mục bụng. Mụn. Mụn. Ừ. Mụn. Mập 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 mụn. Mập 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 cái gì? Mập mập cái gì? Đi đây đến nè. Mập 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 mụn. Nói từ từ, nói đàng hoàng, chọn dành nói chữ. Mập 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 mụn. Hả? Nhanh lên. Mập 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 mụn. Ra. Tiếp. Mập 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 mụn. Tới bà ra câu tiếp đi. Bốn một mụn. Được rồi, tới dễ quá. Nhanh lên, nói tiếp đi. Khó. Dễ quá. Giờ, cái gì nữa? Giờ thí dụ mà ta gặp nhau rồi. Ta đang cái tướng phụ thai. Thằng này làm như có được cấp bằng chứ con. Tham lấy máy bay vậy. Được hết á, khó chứ được hết à. Giờ con gặp bà làm chi? Bà đâu có chuyện gì để nói với con đâu. Ủa vậy kéo qua làm chi? Ai xô qua kéo? Ai xô qua đẩy nó đố đại đi. Bây giờ nè ông nè, ông có đôi gì đối với tao bây không? Giờ nè đố với chú nha con. Dạ chú. Bây giờ chú nói ra một cái là phải đố liền nha. Khó quá vậy. Thì nó có cho suy nghĩ không? Không. Rồi bây giờ chú nói bốn chữ là phải đố liền nha. Đối với lại chúc mừng năm mới là gì? Giả sử như ý. Tiếp giả sử như ý là gì? Chúc mừng năm mới. Bảy một câu khác bốn chữ. Nhanh lên. Ờ giả sử nha. Cái gì vậy? Cha thì nói bạn không ăn thịt dưỡng. Ăn thịt dưỡng. Ăn thịt dưỡng. Tiếp. Cái gì nói lại? Ăn thịt dưỡng là gì nữa? Xin lỗi mình tử. Đứng lại. Đứng lại. Hôm nay tết chứ. Mày nói cái gì mà giống kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh vậy mày? Nói lại cái gì mà bệnh tử không có được mấy cái vụ đó. Thôi nói lại coi nè. Ăn hay thịnh dưỡng là cái gì? Ăn gan thịnh dưỡng, ăn gan thịnh dưỡng, ăn gan thịnh dưỡng gì đây? Vui vẻ cả năm. Chị có đơn giản. Vui vẻ cả năm đến gì tiếp? Nhìn lên. Con không biết chữ. Con. À nó biết chữ. Được cái được. Được được. Đó được rồi. Trời ơi. Liêu liêu nha. Liêu liêu. Ok rồi. Nó nghe nè. Bây giờ tự nhiên năm mới Tết đến á. Năm nào mấy đứa nhỏ ào vô nhà mấy bà già này cũng cúc. Dạ chưa chúc bà sống lâu trăm tuổi. Dạ tự nhiên ý. Sống lâu trăm tuổi. Dạ tự. Bây giờ đó. Con chúc nguyên một bài thơ bằng chữ N. Chữ gì? Chữ đờ. Chữ đờ. Bài thơ dài bằng chữ D. Không, bây giờ khó quá. Ừ, ta đi, khó cái gì. Phu thê ở bên dưới vậy. Bình chồng bình. Mấy bình bà. Hai cái mỏ đưa vô như cái bát mà quách quật. Mà nó ok, nó cứ bát mà nó rối vậy. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Nói cái gì vậy bà? Đi vô luôn. Đóng cửa, đóng cửa. Đóng cửa, đóng cửa. Đóng cửa, đóng cửa. Trời ơi. Quang chị, nhớ nhắc. Ủa, nói, đời mà. Lúc viên, lúc vượt, lúc này vượt nè. Nói nghe nè. Năm nào mới đưa giỏi vô nhà. Còn mấy câu chúc quen thuộc à. Chúc mừng năm mới rồi vạn sự như ý, sống lâu trăm tuổi. Bà sáng đi tác. Luôn rồi. Kệ bà. Nói tiếp đi. Nói đi. Sáng tác câu chúc nào mới chứ. Chứ mấy câu nghe hoài. Hả? Có chúc mới độc đáo chứ đi. Có chúc mới độc đáo. Ờ. Chứ năm nào nghe của mấy câu đó chén không muốn đưa tiền lì xì luôn á. Chúc câu mới đi. Câu mới kìa, suy nghĩ đi. Mấy câu mới không? Nó sôi nổi lên chứ. Chờ thí dụ chúc bà này đi. Chúc bà đi. Chúc bà này đi. Chúc tao chi? Chúc bà đi, giả bộ bà là bà già đi. Chúc bà đi con. Chúc bà đừng nói dắp nữa. Cô đúng không? Giờ cứ chúc cô này nha. Chúc cô. Thấy gì là đọc một bài thơ bình thường và hát luôn. Hát luôn nha. Hay quá. Hát luôn hả? Hát tặng cô thì chúc thay đổi mà. Chúc bằng lời ca tiếng hát đúng không? Lời ca tiếng hát. Ngán nghe thì cô. Có cần nhạc nha. Rồi, nghe là có cần nhạc không bạn ơi? Không cần luôn bạn. Rồi điểm dịch nha. 2-3. Mừng năm mới con chúc cô được bình an trong cuộc đời. Được nhiều ấm em như cô đã từng mơ. Cầu cho cô được yên vui sống bao lâu không muộn phiền. Đường đời của cô hạnh phúc luôn vững bền. Hay quá. Hay quá. Hay quá biết hết luôn. Tới con đi. Tới đây là hết rồi đó. Tới con hát đi. Hát bài nghe con. Dạ, rồi chúc cô năm mới. Hát. À, rồi mồ nàng. Biết cái gì không? Biết cái gì không?
Còn chút nữa đi, sao vậy? Chúc hai bạn đó. Kia, hai bạn kia lên chút đi. Chút đi con. Chút mà, chút đi. Chút cái gì? Em dễ, chút đi em dễ. Em dễ là sao? Em dễ là chồng bà kia. À là chị, đây là chị bà này. Ồ, giống nhau dữ ha. Giống chỗ nào mày? Thì đó, người mập có mà. Chút coi. Dạ, năm cũ cũng như năm mới. Bớt bớt này vô. Lấy bớt vậy. Năm cũ, đó mới đâu, cứ kêu bớt ra ngoài. Mày chê, không bớt được mà. Khi người quá hả? Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Kính chúc ông bà sức khỏe quanh năm. Kính chúc mấy anh vạn sự như ý. Lời tôi hết ý. Hết luôn rồi đó. Đây nè, bây giờ bỏ vụ chút đi. Nghe đồn nhóm tụi con là nhóm hay men đúng không? Dạ đúng rồi. Mà bây giờ giải thích cho mấy cô mấy chú biết á, là cái hay men nguồn gốc sao mà có cái tên hay men đó nha. À, giải thích nguồn gốc tên là hay men hả? Giải thích nguồn gốc làm chuyện, giải thích cho vui làm chuyện khác nữa. Đi làm đi. Anh Long rành nhất. Đây nè, đây là anh Nam mới được. Anh Nam, anh Nam, đúng rồi, anh Nam lớn nhất. Anh Nam lớn nhất. Nãy cái gì đó bàn, cái gì bàn, cái gì có nhớ đó. Hay men, lý do nguồn gốc chữ hay men. Giải thích xong nghe mắc cười đầu xuân. Không quên rồi. Giải thích đi, không sao. Ngày xưa. Khi mà tụi con mới gặp nhau là hồi đó là cũng ai thế kỷ 17. Bốn nhà trai gặp nhau trong một trên một chuyến tàu. Thì trên chuyến tàu đó tụi con gặp gỡ trong một lần vô tình. Thì mọi người mới gặp nhau quyết định là lập một cái nhóm có cái tên là Hey Man. Sau khi lập cái nhóm Hey Man xong là mình nghe nhóm men nó không có hay. Tính nói câu đó là ông ơi. Sao bạn biết luôn câu đó? Miếng ta tự nhiên nói xong họ khỏi nói nữa đi, mệt quá. Trời ơi trời, thấy lúc lui á. Rồi tự nhiên cái tự nhiên cái nó trì ngang trì dọc à. Thôi giờ sao nè? Thôi bây giờ được rồi. Giờ sao? Thôi tha cho người ta đi. Mà giải quyết đi, bà không tha cho người ta chứ bà nói ai? Thôi tha đi. Bà quyết định mà. Rồi bây giờ quyết định vậy. Sao nè? Nói chung là thôi có 4 cái 5 cái bao lì xì. Từ 1 triệu tới 5 triệu. Đó, bây giờ rút đi được cái nào cho cái đó. Ai bốn người mỗi người một bao. Không. Thấy à? Đi ra. Đại diện. Đại diện. Thôi anh Nam đây lớn. Nam đi. Không có lỡ bông quỷ bóng thôi. Nè đây nè. Ở trong đó giấu kỹ lắm phải không? Đừng nghe lời anh Nam. Em tin anh Nam. Được rồi, giấu kỹ là. Sao chưa? Trời ơi. Đây không có đợi. Hay quá anh đây. Sao mà chưa lên nhạc. Đưa lên đây mở ra không anh. Lên đây đi. Lẹ lên. Từ từ có làm gì. Như trứng lột ta vậy trời, từ từ. Nặng ra. Nặng nút đàng hoàng mấy nút. Rồi thôi xong rồi. Nói thồn gì vậy? Có 1 triệu mà ba. Anh lớn mà rút như vậy là rã nhóm luôn rồi. Thì tại sao mà không cho rút lại hả cô? Thôi đâu có được. Hồi nãy em tin anh lớn gì, giờ nghe anh lớn đi. Vậy thôi, cầm triệu, ăn Tết cho vui. Vỗ tay. Vâng, và đó là nhóm Hey Man dẫn chàng trai. Bị bánh kem và quà cáp sẵn sàng hay chưa? Bữa nay là tổ chức sinh nhật của một bé trong đoàn mình dễ thương lắm. Hát mừng sinh nhật nha. Tôi hát dính lòng thầm bàn hiền. Chào chị em bạn hiền. Dạ, chào, dạ chị. Chào chị. Làm gì âm sùm vậy mấy cưng? Dạ không có, tụi em nói chuyện chơi với nhau chút xíu à. Lệ Trinh Trinh. Dạ. Lệ Tân Tân. Dạ. Sinh nhật dạ. Xinh nhéo con nào? Em thề với chị là không có sinh nhật ai hết. Dạ. Hai liền, sinh nhật con nào nắm đầu ra đây cho chị. Con này, con này nè. Sinh nhật của chị vậy mà bấy lâu nay chị quên mất. Chị tạ ơn mấy tỷ muội. Ăn bánh kem thôi. Ăn bánh kem nha. Ngon lành gì nữa đâu ăn. Người ta đang chở bụng, người ta giấu đồ mà chị ra chị chửi quá, chửi hết vui thôi nè chị. Ý là
sinh nhật mình phải bất ngờ á hả? Cái gì nữa? Không sao, làm lại. Chị giả bộ chị xóa sạch trí nhớ không nhớ gì hết trơn á, trời hết trơn á. Chị vô nha, chị bước vô giả bộ chị không nhớ sinh nhật chị luôn, không nhớ biết tổ chức sinh nhật chị luôn á. Chị bước ra, giả bộ chị dấp té một cái. Khi em đỡ chị lên, em nói lời tha thiết. Chị ngã em nâng. Chị vừa quay qua đây cưng nói với chị một câu tha thiết. Happy birthday. Còn mấy đứa kia nó không làm gì? Vỗ tay. Đó. Nhớ kịch bản chưa? Dạ. Rồi, chị vô làm lại. Chị không nhớ gì trơn trời á. Vô. Mọi người ơi, đang làm cái gì vậy mọi người? Trời ơi. Mọi người đang làm gì vậy? Đâu làm gì đâu. Đâu làm gì đâu không à. Đi đâu làm gì hả? Không phải mọi người tổ chức sinh nhật cho chị hả? Mấy đứa ơi. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Đi 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 đi. Rồi mấy đứa. Dạ. Làm gì nữa nè? Ướt đi. Ướt nha, ướt nha. Ướt đi chị, ướt đi vui. Cuộc đời chỉ khổ lắm. Ủa đang vui buồn nghe chị bảy. Buồn chứ em. Chị sanh ra như vậy chị buồn lắm. Hiểu mà. Chị mới bỏ nhà chị đi. Trời ơi. Chị làm đủ thứ công chuyện hết. Chị gom góp một số tiền mở ra cái gánh hát này cho tụi em có nghề sinh sống. Dạ cảm ơn. Có phải dễ dàng kiếm tiền đâu phải không mấy đứa? Đáng buồn không? Dạ. Không nghe ăn vậy trời. Trời ơi, vui lên sinh nhật mà. Kể nghe chị nghe. Vui. Trời ơi, dạ, vui. Hát bánh kem hiểu không? Chị nhớ lắm cưng. Hồi đó ai cũng có một lần tổ chức sinh nhật trong đời mình mà. Dạ. Ai cũng có sinh nhật trong đời mình hết trơn hết trọi đó. Biết sao không? Kiểu như làm. Chị nhớ bánh kem của mau mè này nè. Lúc mình còn nhỏ đó cưng. Là thôi nói. Là má chị là tổ chức nhật cho chị luôn. Ba má thương chị lắm mày ơi. Đó. Thương thiệt có mặt chị, này chị. Chị đánh em được không chị? Đánh chị mới nhớ chuyện gì kể được hiểu không? Má chị làm sinh nhật cho chị thôi nôi một tuổi đàng hoàng bộ thiệt rồi. Đau tay thiệt rồi. Bánh kem với trang gì luôn à. Nhớ lúc thôi nôi mà kiểu như là con nít mà còn nhỏ cái ba má mình dọn cái mâm ra đổ đủ thứ lên trển hết bóc chúng cái gì làm ngày đó nhớ không à. nhớ bóc chị bóc gì bóc gì chị bóc gì bóc gì không chị bóc gì cây lược. Trời ơi, bóc cây lược là đại diện cho nhan sắc rất đẹp đúng không? Đúng rồi, hèn gì giờ đẹp quá trời này, chị đẹp như hằng nghe vậy đó. Trời bảy nhìn mặt bả như thỏ ngọc kìa. Đâu dám đâu, em thấy chị giống chú cụi hơn. Nó nghe nè, bây giờ á, hồi đó bóc cây lược xong ba chị tức cái bộ, nói đàn ông con trai bóc cây lược nữa điệu đại đàn bà rồi sao? Ông tức, ông ra đường ông kiếm cục đất sét bữa chán nè, ông nhét vô tay chị, ý là đàn ông con trai phải rắn rỏi mạnh mẽ như cục đất gì đúng không? Cái chị cũng ôm cục đất sét vô người, cái chị nặng búp bê chị bồng. Trời ơi, công việc chị khéo dễ sợ luôn nha. Không sao, chuyện đời của chị chị kể rất là lạc quan, mới đầu quen mấy chục năm rồi, quên rồi. Dạ. Giờ chứ có chị có điều ước gì, chị có điều ước gì? Giờ chị ước hả? Chị ước mong sao mà mẹ chị đó giờ chắc mẹ chị cũng yếu rồi. Mong sao mẹ chị đừng lo gì chị hết trơn hết trọi đó. Coi chị như người bình thường ngoài đời đi. Sống yên vui tuổi già được rồi, hiểu không? Dạ. Ăn bánh kem. Dạ. Bánh kem. Dao đầu cát. Lấy dao. Dạ bé này. Công sức tụi em á. Hùng đừng cắt vô mua tặng chị đó nha. Chị. Trời. Mày chém tao hả? Đâu có, trong đồ mình nghèo quá, có cây dao mình xài thì tập quá mà chị. Đúng rồi, cây dao này ngày nào cũng gọt trái cây chị ạ. Không, chị bình tĩnh, đoàn mình có cây dao xài mọi chức năng. Cây này bữa em vũa móng đó chị. Trời, vũa móng còn đỡ, chị lấy cậu râu đó cưng. Sao cắt nha. Dạ. Hồi hộp quá. Dạ. Cắt đi. Cắt đi. Mạnh mẽ lên. Tao cắt cổ tao à. Kỳ ghê vậy đó trời. Chị cắt. Chị diễn á, chị diễn á mấy cưng. Hết hồn à. Đồ mới làm hết hồn à. Ghê. Bánh kem đi, nó bụng quá à. Bây sao dẫn mặt với chị quá à. Cái bánh kem nha. Dạ. Mời hợp. Trời ơi. Ý. Chè bánh lọt nè. Quà của chị hả? Dạ. Không sao. Có chè ngọt ngào như tình chị em là vui rồi. Quá lòng nhiều. Mỗi đứa cầm bịch ăn chơi chung sinh nhật chị nha. Dạ, cảm ơn chị. Nè, cầm con bịch lệ chinh chinh. Lệ vé nè. Cảm ơn chị. Lệ nước. Lệ tân tân. Dạ. Tội nghiệp mấy đứa này thiệt á. Thôi, chúng vui chị nghe. Rồi tao ăn cái gì bay? Rồi tao ăn cái gì? Có bốn bịch tao ăn cái gì bay?
chị. Đường, đường thương đau đầy ải nhân gian. Cưng bấm nhạc, đừng bắt chị theo tông cưng, cưng phải theo tông chị. Đường đau thương đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là người. Trong cõi đời cười ra nước mắt dừa nhiêu đó thôi được rồi mấy cưng à. Thôi biết sao đâu mình đế nữa chị. Thôi nói chung bữa nay sinh nhật cho tôi tổ chức vậy là vui rồi. Dạ. Nãy giờ hửi ngang hửi khó vui rồi. Dạ. Thôi chuẩn bị khán giả vô mình làm nghe. Dạ đúng rồi. Dạ. Tụi bay khách vô khách đập nát chỗ này cho tao. Bảo vệ, bảo vệ chị, bảo vệ chị. Tao tới đây kiếm bầu đoàn. Bầu đoàn đâu? Má trời. Cái gì vậy? Vậy? Nhổ tóc mai chị, nhổ tóc mai chị. Dạ, nhổ tóc mai chị. Anh ơi. Anh ơi xui quá, chị chết rồi. Hay là ngày mai anh rảnh á, anh quay lại anh kiếm chứ được không? Bây giờ tan gia tụi em đang bối rối nha anh. Chị. Bây giờ mặt cho tôi hả? Bây giờ sao? Bà có trả tiền cho tôi không? Hồi nãy em cũng chết mà em chết lâm sàng anh à. Lâm sàng hả? Bây giờ tôi cho bà lâm trận luôn nè. Bây giờ bà có trả tiền cho tôi không? Anh ơi, không ấy về anh nhắn chị Hai Lụa đó. Để tối nay tụi em mở gian hàng ra bán vé cho khán giả. Rồi mai em gom tiệm trả chị Hai Lụa đứng đầu tội nghiệp tụi em. Dạ, dạ. Đúng bà giỡn mặt cho tôi hả? Có trả không? Không trả tao đập đoan. Nè, anh nói chuyện cho đàng hoàng nha. Đoàn tụi tôi không muốn đập là đập nha. Muốn cái gì? Nói chuyện với chị em tụi tôi đàng hoàng. Không có đập. Trời mày chị... thích nói chuyện. Dạ dạ. Dạ dạ, em xin mấy chị. Chị thiếu người ta bao nhiêu tiền lận? 120.000 lận. Sao vậy mấy đứa? Nhiều quá em sốc chị. Cái gì? Bà thứ 120. Bà Hai Lụa bà trả tôi 1.200.000 để qua đòi bà. Chị, cái này là tiền của em 1.200.000. Giờ mấy em trích ra 120 em cho chị. Ủa? Chị vậy? Ủa, chi gì em? Dạ đặng chị trả lại cho em để em có cái em nói chuyện với chị Hai Lụa. Chứ để em bị đánh hai đầu cũng cực quá chị. Ờ, nhớ tao trả cho mày nè. Dạ, à khoan đã. Ai đó lấy điện thoại chụp lại giùm làm bằng chứng giùm. Ờ, đây, 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 là... đây. Ủa, làm bằng chứng hả? Dạ. Làm bằng chứng phải lên môn. Thấy chị cực khổ chưa mấy đứa? Có 120.000 mà đánh lộn, đánh lào. Đâu phải dễ dãi, dễ dàng, sung sướng gì mấy đứa. Thái độ gì vậy? Thái độ gì khi dễ hả? Ủa? Có 120.000 khi dễ cái gì? Chị... ai mà thiếu nợ? Chị đó. Tôi nói có tụi mình nó nghèo khổ rồi. Chị sân si làm chi? Chị đánh quần đánh áo của bà Hai Lụa mai đồ chi cho thiếu 120.000. Nó qua nó đòi cho mang nhục vậy? Ờ. Tao sân si. Tao sợ đòn mình không bằng đoàn chị em. Tao mới bấm bụng. Tao lấy tiền tao mua 2 sắp giải ha. Tao mua cho mỗi đứa 2 sắp giải. Mai thành 2 bộ bà ba. Tiền công ở bộ 60.000 là 120.000 đó mấy đứa. Chị sân si quá mà. Chị tội lỗi quá mà. Ủa tại không phải. Tại em chứ tại ai? Không. Tụi em có cho chị nói không? Có lẽ trên trên. Có bao giờ tao vừa lòng mày không? Miệng đời nghiệt ngã quá mà. Thiện tai đó. Nha. Tại sao? Tao ốm thì chê tao suy dinh dưỡng. Tao làm cho mập thì nói tao ham ăn. Tao im lặng thì nói không vui. Tao nói một câu nói tao nói nhảm. Đó, chưa hết. Nó làm BD thì nó lộ. Hết lộ nó mình gồng. Lấy chồng thì nói mình mê trai. Không có ai nói mình ế. Lên chùa nói mình đạo đức giả. Về nhà nói mình tâm quỷ tâm ma. Chưa hết. Chưa hết đâu. Đi xa nói mình trốn nợ. Rú rú trong nhà nói mình ích kỷ giống chơi với ai. Đăng hình lên mạng được mấy triệu like nói mình hát. Còn đăng được mấy chục like đó mình xấu như cuốn xong mới thèm like. Đó. Rồi mình làm sai đó, nó nhớ kỹ lắm.
mình làm đúng không quan tâm đó. Rồi sao nữa nè, mình để nhan sắc tự nhiên đó thì nó mình già, mình phấn đấu làm đẹp á nó mình lố lăng. Tao mà có tiền tỷ nha, tao mua xi măng tao khắc lên mặt mày, mày vẫn đời gian ác. Chị, em nói chị nghe nè. Không có, tại vì chị không nói tụi em biết thôi, chứ nếu mà tụi em biết chị mai đồ cho tụi em thì tụi em hùng tiền với chị. Dạ em lại phụ nữa hả? Lại dạ. Phụ nữa hả? Dạ. Thôi đi, nay sinh nhật vậy tôi cũng vui lòng rồi, nãy giờ la cho biết cho hiểu tôi vậy thôi. Cà mùa ba vô để dành bữa khác mặt. Dạ. Thay đồ dọn hàng ra đón khán giả vô mấy đứa. Dạ dạ dạ, dạ. Đúng rồi tới giờ chưa? Chuẩn bị khách vô luôn kìa, khách vô luôn rồi. Tới giờ chuẩn bị bán rồi. Số gì ra, số gì ra, số gì ra. Vì cho em chị ơi, quay cho em chị ơi. Số gì ra, có số rồi nha, có số rồi nha. Tình yêu như món quà, chỉ có nhau thì quên là từng vui khóc cùng nhau mà. Chứ sao ta lại muốn cách xa. Tình yêu vỡ tan, cứ quay đầu lại phía sau. Sẽ mai đã đang kề cận ta lúc đó. Con số 6 à, con số 6 nha, 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 nha. Bà con, mình sẽ cùng nhau chào đón một giọng ca lẫy lừng, nữ danh ca Bolero. Xin kính chào bà con cô bác, quý vị khán giả. Ngày hôm nay rất vui ghé lại đoàn Lô Tô Phù Du của chúng em. Kính mong ai đi ngang qua đoàn Lô Tô của chúng em ghé vào một tờ vé 10.000, dù chỉ 10.000 nhưng giúp được rất nhiều cho chị em chúng con. Những số phận trôi sông lạc vợ. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em chính em ngày xưa đó, ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian. Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn, ngày xưa ai nghệ sĩ lang thang. Anh, chính anh ngày xưa đó, cũng đeo bông mơ người đẹp lâu hoa. 33 số gì ra, số gì ra, số gì ra, số gì ra. Ai kính chưa? Ba nè. Ai kính chưa? Cô lên đây nhận thưởng cho con. Dạ. Rồi rồi, đường sửa quạt cũng chẳng gì chọn nha cô nha. Cho cô rồi 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 dạ. Nè, cô cho kiểm tra kinh đi cây cô. Dạ. Lê Minh Dự. Ai tên Lê Minh Dự? Ra cô gặp kìa. Ai tên Lê Minh Dự ra gặp cô kìa. Có không? Không có hả? Vậy em xin lỗi quý vị khán giả, xin lỗi anh chị. Bữa nay chương trình của đoàn tụi em kết thúc sớm nha. Mai quay lại tụi em bù cho quà nhiều hơn nha. Rồi giải tán. Giải tán đi mấy đứa. Không được giải tán. Bà con cứ ngồi lại đây đi, để nghe tôi kể câu chuyện về thằng con bất hiếu. Nó bỏ nhà đi đã 20 năm rồi. Tôi lặn lội đi tìm nó, mong mẹ con gặp nhau. Nhưng bây giờ nó gặp tôi nó không nhìn. Đứa con gái này không phải là Lệ Mỹ Dung, mà nó là thằng con. Không, mẹ mới là người xin lỗi con. Cha mẹ sanh con trời sanh tính, ông trời đã đặt như vậy rồi. Thì dù trai hay gái gì á, con vẫn là con của mẹ. Từ nay mẹ sẽ đi theo con để mà còn chăm sóc con gái của mẹ. Chồng con gái theo chồng lìa quê xa xứ, qua núi qua non qua suối qua phà, con số 33. Cảm ơn sự hỗ trợ rất đặc biệt của nghệ sĩ Kim Phương.
Thực sự đây là tiết mục mà cả phần nhìn, phần nghe, phần cảm xúc đều tốt. Mình đã coi cái phim, cái kia là Phù Hoa, còn này là Phù Du, đúng không? Cái tiểu phẩm này của bạn á, nó đồ thêm vào cái cảm xúc đó của người xem. Cái diễn xuất của Dự, cái ứng biến ở sân khấu của em rất là tốt luôn. Em không hề bối rối khi có những cái sự cố ngoài ý muốn. Đó là một cái tư chất, một cái tố chất mà vô cùng cần thiết. Em không hề bị mất bình tĩnh tí nào đó. Với cảm giác của tôi là bạn sẽ còn đi rất sâu vào những vòng trong. Nãy thấy Hương ngồi cười sung sướng vậy, cười ha ha ha, cười không cần kìm nén luôn. Tại vì chị Vân biết sao không? Em theo Dự từ đầu mùa tới giờ, và tới ngày hôm nay thì em mới thấy bắt đầu ảnh đi. Cái khuôn mặt không có còn cái lo sợ nữa, và tập trung vô vai diễn. Và khi em tập trung vô vai diễn em duyên dáng lắm. Em ra mà em té chừng hai lần nữa chắc chị xỉu luôn á. Cô Kim Phương, cổ diễn đã lắm. Cổ bước lên chị sợ là cổ lướt em mất. Nhưng khi cổ lên á, hai người phối hợp vừa phải hợp lý. Cổ nâng em đập, em nâng cho cổ để xuống và ao. Việt Hương sanh ra trong cái thời của sân khấu lô tô. Và hát không phải leo lên sân khấu như vậy đâu. Leo lên cái dàn giáo rất là cao. Mà dưới cái dàn giáo đó là các cái giường ngủ của các cổ. Rồi tôi leo lên sắn quần sắn áo, leo lên cao để hát. Hát xong mới leo xuống. Là tôi đã hát rất nhiều đoàn, các loại như thế nào, cho nên tôi cảm được. Mong em sẽ vô sâu hơn và có những cái tiết mục mà nó đã, nó thấm như ngày hôm nay đối với bản thân chị. Cảm ơn em. Vâng, xin cảm ơn những lời nhận xét của hai vị ban giám khảo. Hay quá, cái tiết mục này là cái tiết mục gì Út? Dạ cái này là tiết mục ảo thuật Tết Đoàn Viên anh hai. Tết Đoàn Viên vậy ba anh em mình đây còn ba đâu? Ờ đúng rồi. Ba là người lớn là em phải mời ra chứ em không có biến ra được. Để kêu ba nha. Rồi. Ba ơi. Phải có ba mới duyệt chứ. Mời ba ra ba ơi. Dạ. Ủa? Ba đi từ từ cứ chừng té nha ba. Trời ơi con nói rồi mà ba. Ê ba đi ba từ từ nha ba. Dạ. Kêu ghế lên ba ngồi anh. Dạ, ba ngồi đây nha ba. Đó, dạ. Ê Út, mày nói chuyện với ai vậy? Trời, ba đang ngồi đây tao không thấy hả? Ê mày khùng nha mày. Hôm nay mùng 1 Tết nha, ba còn sống chứ không phải chết đâu. Mày nói chuyện như hồn ma giúp dưỡng vậy? Thì ba còn sống, ba đang ngồi đây nè. Trời, anh nói ba hồn ma, ba nghiến răng, ba giận anh kìa. Đây rớt đồ ba ơi. Rớt dạ. Gì vậy? Hàm răng. Trời. Tao nói mày nghe nè. Từ cái ngày mà nó diễn ảo thuật nha, cái đầu óc nó sao sao á. Nó trên mây không mà, nó có triệu chứng dữ lắm. Ba hỏi là ai có nhìn thấy ba không kìa. Ba nói là chỉ có những người thương ba mới nhìn thấy ba đó. Thấy ba đâu? Ba ngồi trên ghế kìa. Ba qua đây nằm rồi mà anh nói ba còn ngồi ghế kìa ba. Thôi tao thấy mày khùng quá rồi, mày đừng có diễn gì hết. Đi khám bác sĩ đi. Đi lên bệnh viện gấp. Lên bệnh viện là hai anh đó. Cái gì? Coi nè. Đây. Nó khùng lắm rồi. Chuẩn bị đây. Hả? Ba. Tụi mày vui xong chưa? Dạ con xin lỗi ba, tại vì cái tiết mục này con nhờ người ngoài không ai giúp hết, cho nên con phải nhờ người trong nhà. Nhưng mà ba coi trên TV David Copperfield, người ta chỉ giấu người vài giây thôi, con giấu nửa ngày không cho ăn cho uống, chết đói đi tù nha con. Đúng rồi đó. Dạ mày kỳ ngốc. Nhưng mà ít gì con cũng có tiết mục để phụ ba diễn văn nghệ trong sớm. Trong khi đó là hai anh đâu có tiết mục gì đâu. Út nói ba mới nhớ đó, thằng hai mày bước lên. Ủa gì ba? Ngày xưa là má mày đẻ mày cạnh bếp lửa, ba hướng nghiệp cho mày cái nghề múa lửa mà tại sao mình theo nghề khác? Dạ thưa ba, ban đầu á là con cũng theo lời ba, quyết tâm trở thành một diễn viên phun lửa. Nhưng khi con bước chân vô Sài Gòn, con đã đụng phải một vị cao nhân phun lửa, đó là anh Dương Lâm Đồng Nai. Ba biết không, anh phun lửa ghê lắm. Anh phun là từ chương trình này qua chương trình nọ, anh phun cháy hết màn ảnh nhỏ của các hộ gia đình. Đó, bắt đầu nhà đài đã nhiều lần cấm sóng nhưng mà anh vẫn phun. Đó, con mới cảm thấy là con không thể nào bước qua được cái bóng quá lớn của anh ta. Con mới quyết tâm là con rẽ theo một hướng khác. Và bây giờ sau bao nhiêu năm phấn đấu, con đã trở thành một diễn viên hay. Hay quá anh hai ơi. Nói chung là con của ba đó, thích theo nghề gì là ba ủng hộ hết. Rồi bây giờ cái sự nghiệp hài của con nó tới đâu rồi? Không giấu gì ba,
mấy năm qua con không về quê ăn Tết là tại vì con kẹt đi diễn hài. Con đã cùng với chị Kiều Anh lập nên cái nhóm hài Đà Lạt Phố đó, đi diễn khắp 65 tỉnh thành đó, từ già tới trẻ, từ con trai hay là con gái, dù là dân tộc Thái hay dân tộc Kinh, những ai đang ở Vinh hay ở Huế, những ai đang làm tài xế hay lái taxi, buôn TV hay bán hàng hóa, thậm chí những ai đang ở trong xã hay ở cùng thôn, nói chung chỗ nào có người là có tiếng cười của con. Hài kịch là vô địch. Hay quá con ơi. Mấy năm rồi ba đứa chưa có về ăn Tết. Năm nay về là con phải diễn một tiết mục hài thật là hay để cho bà con hàng xóm ở đây coi nha. Nói bà nghe, cái hài nó khó lắm. Diễn đôi lúc nó vui, nhưng đôi lúc lại không vui. Nhưng mà với kinh nghiệm con bao nhiêu năm này, con diễn là phải vui. À, sau đây con diễn một cái trích đoạn mà là trong một cái tiểu phẩm nhỏ nhất, mà cái tiểu phẩm này là ăn khách nhất. Con diễn tới đâu cười tới đó. À, ba với hai em coi nghe. Diễn đi con. Ngày xưa có một cậu bé sinh ra trong một gia đình rất là may mắn, vừa mất cha mà vừa mất mẹ. Cậu bé vẫn không đầu hàng số phận, cậu bé quyết tâm nghỉ học. Cậu bé xin vô làm việc trong một cửa hàng giao bánh pizza. Một ngày nọ, cậu bé giao bánh đến một chung cư. Trong chung cư có hai vợ chồng đang sống thử. Khi cậu bé giao bánh đến, hai vợ chồng họ xảy ra cãi vã, xô xát và đâm chém lẫn nhau. Cậu bé mới quyết định lấy hết sức bình tĩnh, quay trở về. Và kể từ đó, hai vợ chồng họ sống hạnh phúc bên nhau. Và tiểu phẩm con xin phép. Hai đứa có biết vì sao Tết năm nay ba tháo máy lạnh ra không? Sao ba? Thằng hai nó về đó. Kỳ vậy bác, nó diễn hài lạnh quá. Ồ. Có như nó là phải 3-4 ngựa, còn cái loại máy lạnh ngựa dưới là không ăn thua với nó. Con là con đẻ cạnh bếp lửa, ba thấy con diễn là có lửa đó. Nhưng mà hình như lửa nó đốt cháy hết miếng hài hay sao á. Cho nên nó không vui. Đúng rồi, anh nên quay lại với nghề múa lửa đây, em thấy hay hơn á. Mày nín đi, nín đi, mày biết gì mày nói hả? Mày làm được cái gì mày làm coi hả? Thì tôi không có bằng anh hai gì hết. Nhưng mà tôi được cái là nghe lời ba. Ba có nhớ không? Từ nhỏ ba đã dạy con đánh guitar, nên khi lớn lên con đánh trống rất là giỏi. Và hiện tại con đang trong một đoàn xiếc khỉ. Thằng này duyên dáng vậy. Ba, cái câu đó nói có gì đâu hài đâu mà ba cười. Hai nó nói duyên dáng lắm. Hai đâu mà hài chỗ nào? Thôi anh hai đừng có nóng máu không lên tới não người anh, nó nhão ra đó anh hai. Người nó nhão ra lên não. Cái câu đó đâu có gì vui đâu. Câu đó nó vui. Nói tiếp đi con. Không. Cái câu để con nói câu đó. Anh đừng có nóng. Anh mà nóng là máu nó lên não. Máu lên não là người anh nó nhão ra đó. À, sau đây con sẽ được nhảy. Nhảy đi con. Vô. Hey. Con nhảy cái điều gì vậy? Dạ ném đá dấu tay đó ba. Điều gì vậy anh ba? Ngậm máu con người đó. Nãy giờ là con nhảy cái điệu là nhân tính á. Sau đây con được nhảy cái điệu thú tính. Thú tính nó khác nhân tính, ở chỗ là nó phải căng lên. Đó, wow, đó, đó, nhảy, wow. Ôi, xe hốt chó nó hốt ba đứa luôn đó. Tết con chó mình phải sổ chứ bà. Tiếp đi mấy anh, tiếp đi. Thôi, bà thấy như vậy là vui rồi. Nhưng mà mình diễn cho bà con xóm mình coi đó, là phải tập lại chỉnh chu nhá. Làm sao mà làm nở mày nở mặt ba đó. Dạ. Thôi, hôm nay thì nhân dịp năm mới, ba chúc ba đứa con của ba có thật nhiều sức khỏe, gặp thật nhiều may mắn và thành công trong sự nghiệp. Dạ. Dạ cảm ơn ba. Bây giờ con là con trai lớn nè, con thay mặt mấy đứa em con chúc Tết ba nha. Mời ba ngồi đây. Chúc đi con. Dạ kính thưa ba, người ta thường hay nói rằng đó, hủ tiếu là phải có nước lèo, bánh bèo phải có nước chấm và bò nhúng giấm phải có mắm nêm. Chính vì vậy mà ba là phải có thêm má, cho nên chúc cho ba là mau đoàn tụ với má. Bà đẻ thằng con nó vừa có hiếu mà vừa có duyên nữa chứ. Nó chúc một hồi tôi mới lên bàn thờ ngồi với bà rồi đó. Ba này kỳ quá. Con là diễn viên hài mà con phải chúc vậy nó mới hài chứ ba. Bây giờ con có muốn thấy hài không? Muốn. Chúc đi con. Ủa đấy con chúc hả ba? Ủa ba cười cái gì vậy? Có gì đâu cười. Nó diễn cái nét giật mình á. Ba. Duyên dáng lắm luôn đấy. Chúc dạ. Con chúc nha ba. Vô. Tết đến rồi thì mình cũng sẽ đến thôi.
mọi thứ đổi mới, cây lá cũng râm chồi. Mọi người được vui vẻ là con có thêm tiền lẻ. Người già được mạnh khỏe là con nít nó không có ghẻ. Ba má được tươi trẻ là con lại có thêm tiền lẻ. Đầu năm chúng Tết được mê ba má dẫn đầu cho một buổi. Ba má dặn con là khi đi học phải học cho giỏi, có làm chuyện xấu thì phải tự động sửa đổi. Nếu biết thì nói, không biết thì hỏi anh cứ gì ra người phải ta thì biết lỗi thôi, chứ con sống quan trọng vì mình làm. Dù sống dù chết thì con vẫn là người Việt Nam, Việt Nam. Hay quá con ơi. Hả? Ba lì xì cho con. Dạ, cảm ơn ba. Ủa, anh chúc gì mà ba lì xì vậy? Tao nghe thấy gì tao chết liền đó. Vậy sao ba khen như vậy? Tao thấy nó có tiết tấu, không bị trì là ba lì xì. Cảm ơn ba. Chị, con cũng muốn lì xì. Út à, ba là ba thương con nhất đó. Bây giờ chúc cái gì để ba lì xì cho? Con có một món quà muốn tặng cho ba. Mua món quà gì mà ôi dồi nó to thế con? Cái gì trong này vậy con? Dạ không có gì ba. Thế quà đâu? Bây giờ đây ba phải đi vô đây đó. Bây giờ ha, con ẩm ba vô nè. Đây ẩm ba vô. Đúng rồi. Ẩm vô là có quà hả? Quà đâu con? Dạ đâu có ba. Thế quà đâu? Bây giờ ba phải ngồi xuống. À ba ngồi xuống rồi con ném quà vô hả? Dạ con sẽ đóng nắp lại, xong cái con lấy cái cây con đâm vô cái thùng. Con biết là ba sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc, nhưng mà ba là người hướng cho con ảo thực, cho nên là ba còn phải giúp đỡ con tiết mục này để sau này con có thể diễn ra thế giới với ba. Đúng ba. Nhưng mà vấn đề quan trọng là ba đang ngồi trong này mà. Thì ba ngồi trong này con mới đắm. Bây giờ ba ngồi xuống đi. Đúng. Ê, ngồi ba, vô đi, vô đi, ba. Vô đi. Đi chết phải từ từ chứ. Bây giờ món quà tặng cho ba xin phép bắt đầu. Sân chơi đùa chẳng phiền âu lo, luôn luôn bên tôi áo im khi tôi buồn vui, đôi chân thon thon luôn yêu mang em bước đi. Yeah, mặc quần áo đẹp nàng ta xuống phố để chào đón những gì tuyệt vời nhất. Hello, chào mọi người mới và bao điều. Chào mừng ông ơi, diễn chuyên nghiệp quá. Cái tiết mục này là mày diễn hoài luôn đúng không? Dạ lần đầu á anh. Vậy mày giỡn không? Mày chưa thử lần nào mà dám đem ba ra mày thử là sao? Không, em tập kỹ rồi. Mà mày tập với ba chưa? Em chưa tập với ba. Trời ơi, thì mày hại ba rồi. Mày hại ba rồi. Ba ơi. Ba. Mấy anh ơi. Con đâm hay lắm. Dạ con cảm ơn ba. Nhưng ba né hay hơn. Rách hết cái áo Thida ba mua ở Canada rồi. Bây giờ ba đứa đứng đó, ba đi vào thay áo. Nó tặng quà gì áp lực thế? Ba tuốt cả khu dưới luôn rồi. Trời ơi, cái thằng út này. Mày lại đây. Mày tập đành chưa có đàng hoàng mà mày dám mày đem ba ra mày thử là sao? Lỡ có chuyện gì là sao nè? Thôi anh hai ơi, ông anh hai mà ông không biết can nó, ông còn suối nó đâm ba nữa. Mày là cái thằng mà đâm mà tao nói thiệt nghe, mày là mày suối nó nhiệt tình nhất nè. Đó, hai anh cãi cái gì em đi. Nhưng ít gì em có tiết mục để diễn cho ba trong cái xóm này còn hai anh hả? Năm nào anh cả hai anh cũng không về, chỉ có một mình em về thôi. Mày... bởi vì em mới về đủ. Thôi. Ba thằng bay làm cái gì thế hả? Mấy năm rồi ba thằng bay mới về ăn Tết, mà tụi bay đứng ở đó cãi nhau à? Rồi bà con hàng xóm nó nhìn vào còn gì là mặt mũi của ba nữa. Ba đứa bước lên. Hôm nay ba sẽ dạy cho ba đứa một bài học. Ba đã dạy các con bao nhiêu lần rồi. Bây giờ ba đứa cầm ba chiếc đũa này đi. Cầm đũa làm gì vậy ba? Bẻ đi. Ba, ba muốn dạy tụi con điều gì của ba chiếc đũa này ba? Đó, các con thấy đó. Nếu chỉ có một chiếc đũa riêng lẻ, các con bẻ thế rất dễ. Nhưng các con cầm ba bó đũa này đi. Bây giờ các con bẻ đi. Ba à, ba muốn dạy tụi con điều gì qua ba bó đũa này hả ba? Đó, các con.
Là dạy dạy điều gì ba mới ủa gì ba? Ý là ba là Tết nhất là đi ra chợ mua đũa tốt nha, mua ba cái đũa dởm nó bẻ cả bó luôn, gãy luôn. Ủa nhưng mà ba ơi, là cái bẻ đũa này có liên quan tới bài học đoàn kết của anh em tụi con không ba? Dạ đúng rồi ba. Mày đừng có nhắc nữa. Ý đoàn kết ở đây là ba nói là ý ba nói là bây giờ mình bẻ đũa rồi, mình vô mình dọn cơm đi ăn bằng máng, hiểu không? Ừ đi vô trong dọn cơm đi mấy đứa. Đi. Anh Sơn ơi. Tôi năm tổ trưởng xin gửi lời chào toàn thể quý vị sức khỏe lời chào trân trọng nhất. Tiếp chúc lời chào đầu tiên, tôi thư ký tổ trưởng chúc lời chào thứ hai y như lời chào thứ nhất. Ê con đi, lời chào y chang là chúc tao chúc chi. Quang Chi Đức một. Ủa anh Năm. Anh Tư. Trời ơi bữa nay làm gì mà anh qua nhà em mà không khí nó vui thế. Anh thấy không, mấy năm trước nghe đi là lân đi, năm nay đổi mới mình chơi vũ đoàn không anh? Vũ đoàn mà sao nhìn mặt mà nó vô hồn thế? Trời ơi nó nhẹ vậy á, mới hợp với cái tên của nhóm. Tên gì? Vũ đoàn Lạc Hồn. Anh thông cảm, mấy đứa này mới trong tại cai nghiện đi ra. Cái gì vậy anh Năm, mùng một Tết mình dẫn cai nghiện một nhà em. Anh lại kỳ thị nữa rồi nè, phải cho mấy đứa nhỏ nó hòa nhập cộng đồng chứ anh. Sẵn đây nè, sẵn đây là tết xương sang ha, chúc nhà cửa khang trang ha, an toàn nhà hàng, nhớ đến truyền thông khang mà xem cười xuyên việt. Hôm nay tôi qua đây á là để tặng quà cho anh mấy đứa vô. Trời ơi năm nay có quà anh Năm. Có chứ anh. Trời ơi năm nay có lại nữa rồi anh Năm. Đâu có, mới luôn á. Cái này thứ hai rồi. Đâu có, anh là người đầu tiên luôn á. Không có, bây giờ anh nói em chui vô đây rồi anh lấy cây anh đâm đúng không? Ai nói vậy? Ê nè, tôi nói anh nghe. Mỗi năm phát quà kia người được cái này, người được cái kia, phân bì dữ lắm. Năm nay trọn gói bỏ vô thùng, thọt tay vô lấy được cái nào hay cái đó. Lấy một, hai, ba lấy dạ, nha. Dạ, dạ. Một, hai, ba, lấy lên. Chúc mừng anh được bó đũa. Đúng là quà lưu niệm. Nó gợi nhớ nhiều kỷ niệm quá anh Năm à. Anh thích là tôi vui rồi. Em thích lắm. Anh biết không, năm nay kinh phí hạn hẹp nên chủ yếu tập trung vào những cái gia đình neo đơn thôi. Không có. Gì? Anh Năm bậy. Bậy gì? Gia đình em làm gì có neo đơn, nhà em là đông vui lắm. Nói gì mới nói nhỏ vậy hả? Dạ. Trời ơi tức tắc quá, làm việc này tắc tắc quá thư ký. Chú, nghe nói mấy anh về chú. Ừ. Mấy anh là một cây văn nghệ con biết nha. Bây giờ chú kêu mấy anh ra đây đăng ký tiết mục văn nghệ diễn cho sớm mình. Chú kêu là không có kêu thường nha. Chú kêu nó ra là phải bằng một tiết mục ảo thuật. Ảo thuật nữa hả chú? Mấy đứa, đâu rồi? Phụ bác đi. Ông ảo thuật hay lắm đó. Hay hả chú? Ừ, đó. Ủa mấy đứa ra ngoài ra đây chơi con trốn hoài con. Ủa anh, mấy đứa nhỏ đâu? Đây nè, ba đứa con tôi đó. Năm nay là tôi có tiết mục phục vụ bà con nha. Ba đứa này nó giỏi lắm. Đó, thằng này này, nó biết ảo thuật, nó biết đâm á. Còn đây, cái thằng mặt xệ này, nó có duyên lắm. Còn cái thằng xù này nè, nó biết nhảy anh. Nó biết nhảy đó, năm nay là gia đình tôi là sẽ làm một tiết mục mà bà con hàng xóm sẽ phải vỗ tay. Vậy là sao hả chú? Nè, chú nói đây nghe. Ổng ngày xưa là một nghệ sĩ ảo thuật siết nổi tiếng. Ổng thương mấy con chó là con của ảnh vậy đó. Đó, rồi ba đứa con của ảnh bây giờ nó theo nghệ thuật. Mấy năm rồi Tết không có về. Ổng nhớ con vậy đó. Thôi, anh Tư, tôi qua còn đi phát quà vòng vòng xóm nữa. Thôi tranh thủ xong á rảnh rỗi tôi qua nói chuyện với anh nha. Nhớ tội nghiệp, thương nhớ con riết lẫn luôn. Đi mấy đứa. Chú nói ba lẫn nhưng mà ba không có lẫn đâu mấy con. Ba biết á, mấy anh của tụi con á là làm trong đoàn văn công mà. Là Tết là phải đi theo đoàn văn công phục vụ lời ca tiếng hát, mang niềm vui thế cho bà con đúng không? Còn ba ấy thì ba chỉ buồn một chút thôi. Ê, ê,
Ba vui. Ba vui lắm. Bởi vì chỉ cần có ba đứa con thôi là ba vui lắm rồi mấy đứa à. Tết năm nay đó, gia đình mình vẫn phải có một tiết mục để phục vụ cho bà con xóm mình nhá. Nào, bây giờ cùng tập với ba nhá. Xuân ơi, xuân xuân đã về. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Có nỗi vui nào vui như ngày xuân đến. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Tiếng chúc giao thừa mừng đón mùa xuân. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi. Cánh em bay về cho tim mình náo nức. Xuân xuân ơi, xuân đến rồi. Những năm mai vang chào mừng xuân xa. Em là ai mà báo chàng trai nhìn em là sai? Thì em là ai mà đôi bờ vai làm ta ngây dại? Ô ô la la, mẹ còn cảm đấy mà. Ô ô la la, ngọc ngà sexy lady. Hey 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 hey, con hát đi. Mẹ hát đi. Con hát đi. Mẹ hát đi. Má cứ vậy luôn đi. Mẹ hát hại máu luôn đi. Hát chứ con hại lợi luôn hà. Là lợi hại đúng không? Nói cái gì cũng nói được hết trơn á. Sáng giờ đi cắt tóc chưa? Dạ, xin giới thiệu với mẹ một kiểu tóc cực kỳ modern, cực kỳ mới. Kiểu tóc cúp bé. Mẹ, thiếu con vô trong, con trả tiền cắt tóc cho mẹ. Sao không trả cho người ta đi, trả mẹ làm gì? Dạ, sáng con đi cắt tóc rồi người ta khen tóc con đẹp quá, không dám lấy tiền. Cái chẳng bằng nó cắt tóc mày xấu quá, lại nó không dám lấy. Nó chưa thấy cái thầy thợ nào mà cắt tóc cái kiểu mà giọt ngắn giọt dài như kiểu này. Nó xấu mà cứ như mà Lê Thúy phiên bản bị lỗi vậy đó. Con làm gì vậy? Con khóc. Con mẹ thương, mẹ thương nà. Mẹ thương nà. Con đừng có cho mẹ thấy cái cảnh này nha. Con nha. Khóc mẹ đau lòng phải không? Không phải. Thế tại sao? Ám ảnh lắm. Thôi thương nà, đừng của mẹ nà. Nói cho mẹ nghe đi. Ai đã làm cho con xấu như vậy? Mẹ hứa mẹ sẽ đốt nhà nó cho con coi. Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có nóng tính như đốt. Vậy. Thôi mẹ ơi. Mẹ đốt. Thôi mà mẹ ơi, đốt con đốt mẹ... rồi. Bà đốt rồi. Thầy ơi, bà cám. Bà con gái vẫn có ác quá vậy. Con học mẹ mà con hơn mẹ là nhà có phúc. Trời ơi, ngày xưa tôi đốt một nhà. Ngày nay con đốt 10 nhà một hôm. Trời ơi. Mẹ nói nữa con đốt nhà mình luôn đi. Trời ơi, vậy nó không đốt nhà tôi luôn mà. Trời ơi, có cái nhà mà đâu đốt. Mày ra chuồng heo ở nha mày. Nha mày. Mà mẹ, tại sao mẹ lại bắt con đi cắt tóc? Con chưa biết tin gì à? Hoàng tử đang một lễ hội chọn vợ, cho nên mẹ muốn con cắt tóc để con xấu đi và hoàng tử để ý đến mẹ. Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Tàn thân thân này muốn cắt kia, hãy cút khỏi đây đi. Bóng hoa rụng bên bờ sông buồn hiu quạnh, em đi thôi. Hoa rơi rụng thôi. Mẹ hát hại não luôn đi. Đâu có con. Con không biết là hoàng tử bây giờ đã đang có cái gu là lá máy bay bà già mà biết hát dân ca hay sao? Không có đâu mẹ ơi, con điều tra rồi. Hoàng tử bây giờ thích cái gu đẹp lạ. Mẹ có thấy con đẹp lạ không? Dạ. Ai nói? Anh nói đúng không? Phải anh nói không? Mẹ bỏ ra con xử luôn. Phải anh nói không? Anh cho địa chỉ đi, tôi không đốt nhà tôi làm con anh ấy bỏ ra. Phải anh không? Phải anh nói không? Mẹ ơi. Xin lỗi anh đẹp trai. Tại sao mẹ cứ xỉa xói nhan sắc của con như vậy? Mẹ cứ như thế con không chỉ cách cưa hoàng tử đâu. Không có con. Con đẹp lắm. Con lạ mà con không có đẹp thôi.
Không con... phải, không có ai dám đẻ bằng cưng. Đúng rồi, không có ai dám đẻ bằng cưng. Trời ơi, dối lầm quá. Con nói mẹ nghe nè. Bây giờ mình đi lễ hội, mình không chỉ mặc đồ đẹp, dạ mình con... không chỉ hát hay, mà mình còn phải biết nhảy. Nhảy mương hả con? Nhảy múa khiêu vũ đó. Là sao? Mẹ đi qua đây con chỉ mẹ nè. Cầm tay con đi mẹ. Music. Con đã đẻ ra mẹ. Bà nấu cháo mày ăn cho cay. Quốc gia với mày nha. Bỏ với mày. Dạ. Mẹ ơi, hai mẹ con mình đi hội, có cho chị Tấm đi không? Đương nhiên là mẹ cho. Nó ở nhà. Tao nói tao cho nó ở nhà mà mày sao mày khóc? Con cười mà. Trời ơi, trời ơi, trời. Thầy hãy ngó xuống mà coi nè. Nó khóc cười như một vậy nè thầy ơi. Thì cái cơ mặt của con nó như thế mà. Mẹ, mẹ đừng có cho chị Tấm đi nha, con ghét chị lắm. Tất nhiên rồi con. Con nghĩ làm sao vậy? Hai mẹ con mình làm gì có quyền hạn đi chung với con Tấm. Mẹ ơi, có cái gì sai sai ấy? Mẹ nghĩ mẹ nói lại coi. Tất nhiên rồi con. Hai mẹ con làm gì có quyền hạn đi chung với con Tấm. Mẹ nói sai rồi. Trời ơi, tao nói ý tao là như vậy nè. Ý tao là hai mẹ con mình xấu quá, làm gì có quyền hạn đi chung với con Tấm. Tại sao tao nói giảm nói tránh mẹ không dễ rồi tao nói cho mặt mày hả? Con nói mẹ nghe nè. Chị Tấm kỳ lắm. Ủa Tấm thì phải kỳ mới sạch chứ con. Không phải, con nói là chị Tấm kỳ lạ lắm. Kỳ chỗ nào? Mấy bữa nay ấy, ăn cơm chị mang cơm đi đâu ấy? Cho chó ăn đúng không? Không. Cho con? Không. Cho chú mẹ? Không. Cho chú cha? Sao đầu mẹ toàn chó thế? Mày chửi tao hả? Không phải, Tấm ấy, chị giấu bóng. Tôi là tôi nghe mấy chục năm nay tôi nghe lắm mà. Tôi biết mà, tôi biết là con Tấm nhà này nó bị bóng mà. Trời ơi, ngày nào cũng phải phát triển trí thông minh cho mẹ con mệt luôn đi. Ý con nói là chị Tấm, chị ấy giấu con cá bóng thần. Cái gì? Con Tấm nó giấu con cá bóng thần à? Dạ. Tại sao? Chắc chắn là con Tấm nó có một cái âm mưu hãm hại mẹ con mình nè. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao hả mẹ ơi? Mẹ ơi. Nín đi bà nội. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Bây giờ điều quan trọng là mẹ con mình phải tìm cách bắt cái con cá bóng đó lên. Bây giờ con cá bóng đâu con? Con cá bóng đâu? Con cá bóng đâu? Mẹ ơi. Hả? Con cá bóng nó ở dưới giếng này nè. Con cách ra. Mẹ làm gì? Ra đi, mẹ nhảy xuống. À. Cái giếng nó sâu như thế này mà mẹ nhảy xuống. Con sợ mẹ chết đúng không? Không. Chứ sao? Con sợ mẹ nhảy xuống đè chết con cá bóng. Bà cám, tôi nhảy xuống á là sức nặng của tôi, nước nó dâng lên. Con cá bóng nó nhảy lên rồi bà hốt chứ làm gì tôi đè chết con cá bóng được. Không có đâu mẹ ơi, nhìn mẹ to thế kia, mẹ nhảy lấp cái giếng luôn đi. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ ơi. Bóng ơi. Bé bóng của chị ơi. Chết rồi, Tâm nó tại sao rồi con? Ngốc mẹ ơi. Mày núp đi. Nằm mạnh em đi thống nha. Bóng ơi, bóng. Chị Tắm ra với em nè bóng ơi. Bóng bóng bang bang, lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hỏng cháo qua nhà người. Đúng rồi đó, ăn đi. Ngoan. Trời ơi, bóng của chị thấy cưng quá à. Tấm ơi, vô trong cho dì biểu. Chết rồi, mẹ chị kêu rồi. Em ăn đi nha. Bye bye cưng. Dạ. Mẹ có nghe thấy nó nói gì không? Có. Nó nói gì? Mẹ quên rồi. Có cái đấy mà mẹ cũng quên. Chị ấy nói như thế này nè. Nói sao con? Bóng là bóng. Bang là bang. Bóng xà bang. Bóng xà bang là bán xà bông. Là mày đó, mày bán xà bông á. Mẹ, bây giờ bắt con cá bóng nào mẹ? Bây giờ. À, mẹ nhớ rồi đấy mẹ. Bóng bóng bang bang.
Bong bong bang 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 con ơi chết rồi, con cá sấu nó cắn mẹ. Mẹ ơi, 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 chết rồi, mẹ ơi, cứu mẹ. Con sợ cá sấu lắm. Đúng là gia môn bất hạnh. Thế là mẹ ơi dùng bông hoa gạo. Ô hay mẹ không lên nữa mà mẹ chìm luôn. Mẹ ơi! Ủa? Cám? Sao em hốt hoảng quá vậy? Chị! Dạ? Chị đã giết mẹ rồi! Không hiểu em nói gì vậy? Tại sao chị lại nuôi con cá sấu ở dưới giếng? À đúng rồi, chị nuôi cá sấu. Chị đừng có xạo! Chị nuôi cá sấu mà tại sao mỗi lần ra chị cứ gọi bóng là sao? Thì đúng rồi, con cá sấu của chị tên là bé bóng. Thế còn con cá bóng đâu? Chị nuôi ở cái giếng kế bên. À! Mẹ ơi, con chết mẹ rồi. Chết bà nội mày. Con Tâm, mày dám đưa mẹ con tao. Đánh nó. Đánh mẹ. Nó. Đam mê tiền. Con tim đã lỡ trao cho tiền. Ta vui sướng ôi ngất ngây, vì chẳng có ai giàu bằng. That's what I love, I love it. Giấc mơ như chén chua cay này, lêu bêu như gã du ca buồn. Lần thần bước với nỗi đau, với trái tim ta tật nguyền. Trời, gì trời. Yeah. Gì vậy? Rung như cày sấy hả? Diễn ngoại hình hả bà nội? Ngưng liền. Tôi nói bà nghe, tim bà tật nguyền gì? Tim bà tật nguyền làm sao thì vô bệnh viện chạy tim chạy thận ha. Không có mượn bước ra đây cắt cái lời hát của tôi. Còn mấy đứa này nữa, quá đáng rồi mấy đứa này. Tao trả tiền tụi bay ra đây là nhảy tưng tao lên, hiểu không? Nâng tao lên trên 9 tầng mây, chứ không phải bước ra đây hả trù dập tôi hả, làm cho tôi rớt xuống đất nè, quê ghê sợ không? Gì? Cái mặt này làm sao? Khi dễ tôi hả? Tưởng tôi không biết nhảy hả? Ôi trời ơi, lầm nha, mướn ra nhảy thôi chứ tôi cũng biết nhảy. Nhảy cho coi nè, nha. Hey. Oh. Ủa, tôi nhảy xấu thì từ từ góp ý, nhảy đẹp chứ làm gì đâu, dè biểu quá chừng. Nè, còn một người đàn bà gan dạ ở lại đây. Chào chị nữ địa chủ. Chào anh Nam đại gia. Tự nhiên ăn ở không quá giàu có ở nhà hưởng thụ đi không chịu. Mời tôi tới đây làm gì đây? Để thi đấu. Thi đấu? Thi gì? Thi vào xuyên Việt. Kính thưa quý vị, cuộc thi này tổ chức ra để xem coi ai là người có một cái trí thông minh. Tại vì cuộc thi này là một cuộc thi có một thể lệ rất là khó khăn thưa quý vị. Khó dữ lắm hả? Khó dữ lắm. Lại nói nghe coi. Thể lệ chính là ai giàu hơn thì thắng. Ủa hết hả? Hết rồi, hai đứa mình thi với nhau đi. Thi. Tôi nói cho ông biết, năm nay tôi thắng chắc. Tại sao? Tôi đã đi coi thầy bói rồi. Vừa bước tới cửa, thầy bói sỉ thẳng vô mặt tôi nói rằng: con yên tâm đi, năm nay con đánh đâu thắng đó, bởi vì năm nay con sao thái bạch. Là xui đó mà. Trời đất ơi, sao thái bạch là xui đó bà nội ha. Sao thái bạch kỵ màu trắng ha, mà bận đồ trắng từ đầu tới chân vậy? Tôi nói bà nghe là bà xui tận mạng. Sao thái bạch kỵ màu trắng dữ lắm, bà hiểu không? Bây giờ bà còn trong nhà tôi, bà còn đỡ. Chết không? Một hồi bà bước chân ra khỏi nhà tôi ha, xe tải từ xa chạy một cái vèo, cái sình văng lên dơ bộ đồ trắng của bà.
vô duyên hả? Tôi nói lộn. Thầy bói chỉ thẳng vô mặt tôi nói rằng: con yên tâm đi con, năm nay con thắng chắc, bởi vì năm nay con sao Thái Dương. Cười cười cười. Ôi trời đất ơi, sao Thái Dương mà làm thấy ghê mấy đứa. Trời đất ơi bà ơi, tôi nói cho bà nghe, trước khi thi đấu với bà tôi cũng đã coi thầy bói rồi. Thầy bói cũng nhìn thẳng vô mặt tôi và phán một câu rằng: con yên tâm, năm nay con bách phát bách trúng, bởi vì năm nay con sao Thái Lan. Sam, không Sam sẽ thi chương trình Cười Xuyên Việt bà nội. Dạ có thi không? Thi đi. Bây giờ tôi nói cho chị nghe được. Bây giờ tôi nói lên ngồi luôn đi, làm tôi luôn đi, trời đất ơi, em đâu tôi ngồi luôn nè. Cái này là đệ tử tôi sao đuổi luôn vậy trời? Đuổi đi cho trống sân khấu dễ diễn bà ơi. Rồi giờ sao? Thi đấu đi. Vật phẩm đầu tiên mang ra đây. Đây là thứ tôi sẽ thách thức ông. Tôi thách ông một chiếc chìa khóa. Có một chiếc chìa khóa mà làm thấy ghê. Tôi nói bà nghe đây, một chùm ha chị. Thắng rồi. Làm gì? Hả? Tính đi làm bảo vệ tòa nhà hả? Bà thách tôi một chiếc chìa khóa, bây giờ tôi có cả chùm là tôi ăn bà. Ông có điên không? Tôi thách ông một chiếc chìa khóa có nghĩa là chiếc chìa khóa này nó đại diện cho một chiếc siêu xe độc nhất vô nhị có 102. Hiểu lầm thôi mà làm thấy ghê. Có một chiếc siêu xe thôi mà. Khoan hãy vội mừng, tôi đây nè, tôi có cả một cái siêu thị. Chào mừng các bạn đến với chuỗi siêu thị Đại Gia gồm 1,275 siêu thị trải tràn quốc gia. Chuỗi siêu thị Đại Gia luôn muốn chăm sóc khách hàng của mình được tốt nhất với phương châm càng mua càng tốn tiền ráng chịu. Là một chuỗi trung tâm phức hợp với nhiều tiện ích hoàn hảo dành cho gia đình, như trung tâm mua sắm đồ ăn, đồ uống, đồ này nọ kia linh tinh. Cái gì bạn cần, cái đó chúng tôi không có. Trung tâm chăm sóc sắc đẹp với nguyên liệu nhập khẩu hoàn toàn từ Lào Cai. Khu nhà ăn tích hợp bãi biển giúp cho bạn thoải mái hơn trong việc vừa ăn vừa tắm biển. Khu vui chơi dành riêng cho cả gia đình. Hãy đến và cùng nằm dài trên sàn một cách vô nghĩa như chúng tôi. Đến với chúng tôi, các bạn sẽ được trải nghiệm một phong cách mua sắm tử tế và đàng hoàng. Đây, khách hàng tử tế. Hiểu lầm. Cái đó là hả, đối tác đó, người ta ganh tị tôi, người ta gài cho người ta hại tôi, hiểu không? Nhưng mà nó nghe, thấy rồi đó, cả một cái chuỗi đại siêu thị của tôi thì chắc chắn là hơn cái chiếc siêu xe của bà rồi chứ gì bà. Nè, thua tâm phục khẩu phục chưa? Vậy là tôi đã thắng rồi mấy đứa ơi. Yeah. Đi vô. Nè, tôi nói cho ông biết, chưa có đâu nha, mới có vòng 1 thôi mà. Thi tiếp vòng 2. Thi vòng 2 đi. Đem vật phẩm thứ 2 ra đây. Trời đất ơi trời, tự nhiên thi vật phẩm mà đem con mẹ ăn mày rách nát vô đây chi vậy? Tôi mới lụm được bả trên đường tới đây đó. Rồi sao? Tôi xin giới thiệu với ông, người đàn bà này chính là vật phẩm thứ hai. Thi của là bình thường, bây giờ thi lấy của mình cho người, ai cho nhiều hơn thằng đó thắng, chơi không? Thi trước đi. Bác ơi. Dạ con dắt bác tới đây chắc có bác mệt hả bác? Dạ con cho bác 10 triệu. Rồi, mới vô mà phá giá vậy bà nội. Hết. À, bác ơi. 20 triệu. Bác ơi, con cho bác luôn 50 triệu. Dạ, 50 triệu. Lẹ đi. Dạ bác, 51.275.800 đồng. Cho mà cho lẻ tẻ vậy. Miễn hơn bà là tôi vui rồi. Dạ bác ơi, con không còn nhiêu hết á. Đổ hết cái vỏ con ra chắc còn được tiền mặt tầm 2 tỷ đó bác. Dạ. 2 tỷ? Ừ. Bà có bị điên không? Có không? Thôi vậy, bác ơi con nói bác nghe. Tại vì con gia đình quyền quý á, không có thói quen mà xài tiền mặt mà để trong nhà, nguy hiểm với lắm, trộm cướp bây giờ ghê gớm lắm bác. Cho nên là con gửi ngân hàng hết rồi, bây giờ không có tiền mặt ở nhà. Thôi đây, bác ơi, đây,
Chiếc nhẫn hộp xoàn này nè bác, là đá đỏ ruby Ai Cập 1.000 năm tuổi, trị giá 2 tỷ nha bác, có thêm 15.000 tiền công nữa là hơn mẹ kia. Tôi nói cho ông biết, bậy rồi, không có thi hiện vật, tôi thi là tôi thi tiền mắt. Trời đất ơi, mày dám quăng cái này. Có không? Nè, cho bác, mày nói gì nói lại coi. Tôi thi tiền mắt. Là thi tiền mặt. Gì? Thi tiền mặt hả? Đúng rồi. Ai giao? Tôi giao. Bà giao hồi nào? Mới giao. Mới giao bàn sao mới có. Ở đâu ra? Hồi đó chơi nhảy dây cái luật nó là vậy đó bà. Đi về nhà cho nhảy dây. Đi ra mạnh đi. Sao? Không sao, thi chương trình Cười Xuyên Việt bà nói. Rồi sao? Cô cậu ơi, sao tự nhiên á cô cậu đưa tôi ra đây rồi cái cho tôi nhiều tiền quá vậy? Có nhờ làm cái gì không? Có. Trời. Nhờ bà đi xài hết đi cho tôi đi. Dạ. Rồi, đi hưởng thụ đi. Đem cho gia đình mà đi. Cô cậu ơi, tôi sống có một mình à, không ấy mình nhận bà con được không? Mình về một nhà mình ở chung nha. No. Trời đất ơi, sợ quá. Nghe cái phát khiếp. Trời ơi bà ơi, nghĩ sao vậy? Cái gia đình tôi giàu vậy nè. Thấy không? Bà bước vô cái là tôi thấy dơ rồi. Nghĩ sao về một nhà với tôi? Tôi tay ra cho dơ đầy nhà hay gì? Trời đất ơi, không ai nhận bà con với bà hết cái thứ rẻ đó như bà tôi nói bà nghe nha. Trời ơi, cái mặt bà có cái gì ghê quá vậy? Đi đi, đuổi bà ra khỏi đây. Đuổi đi liền. Tôi chỉ muốn nhận bà. Đi đi. Cậu ơi. Hả? Thôi, đừng có lằng ngoằng với bà già nữa. Tôi hỏi nè, bây giờ sao có tiền mặt không? Không có thì thua. Không có đúng không? Vậy là ông đã thua. Làm gì vậy? Tôi đang sức dầu gió kim hiệu bảy con cuốn chiếu liếu ríu qua vàng trên cỏ xanh đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ôi chết rồi, mấy con cuốn chiếu đã lộn cổ xuống ao rồi. Đi cứu nó thôi mấy đứa ơi, đi cứu. Ê, đứng lại đừng có buông miếng xàm bỏ chạy hả? Hả? Đấu không lợi rồi tính buông miếng xàm rồi bỏ vô luôn hả? Đi ra đây, ra đây. Tôi nói cho ông biết nghe chưa? Cái bản tính xàm này bản tính trước giờ của ông rồi. Đi đâu ông cũng xàm, ông làm cái gì ông cũng xàm, đừng có đổ thừa chương trình người ta, nghe không? Tôi nói cho ông biết bây giờ sao? Chịu thua chưa? Thua rồi đúng không? Thua thì thua, còn một vòng nữa mà tôi sợ bà hả? Rồi, đem vật phẩm thứ ba ra đây. Trời đất ơi, con mẹ này hết lôi rác trong nhà tôi. Bây giờ động cái nhà tôi như cái động cô hồn hay gì. Vô đi vậy cha, vô đi dập chiều chứ vậy cha nội. Ai lôi vô đây? Người của bà nè. Nghĩ sao trời, trong bên tôi, người tôi có ông này đâu. Này đâu ra vậy? Ủa đi cái hướng bên bà ra mẹ. Ê bộ đi hướng bên này ra người của tôi hả? Ủa không phải hướng bên bà, không phải hướng bên tôi thì phải tách cái màn hình led đi ra chứ cha. Sao không tách ra để người ta gây lộn ở đây vậy trời? Rồi cha già này là cuối cùng là ai vậy? Ai? Trời đất ơi, cha này gan quá. Cha là ai mà cha bước vô đây cha tát tôi? Ta là Puss. Xin lỗi, ý ta nói ta là ông bộ. Tự nhiên thời buổi hiện đại bước vô đây kêu ông một cái tôi tin liền hả trời. Gì đâu mà dễ dãi quá vậy cha. Cha làm nghệ thuật cha dễ dãi quá hà. Bây giờ làm cái gì cho tôi tin đi chứ trời. Được, ngươi xem đây. Hồ Biên. Có nghĩ gì đâu cha. Tôi làm cho ông hay, ông tưởng ông vui á. Hồ Biên. Ông chết kìa. Ông ơi, đau quá. Ông ơi làm ơn thả tôi ra đi, thả tôi ra. Người tin rồi phải không? Tin rồi. Hồ Biến. Ôi trời đất con ơi. Bà ơi bà. Gì? Ông là ông Mục thiệt. Ông Mục thiệt. Ông tới đây làm gì vậy ông Mục? Mày nhảy trong họng đâu mày nói luôn đi. Ok, ông tới đây ông cho con điều ước. Hả? Ông Mục. Ông tới đây ông cho con điều ước hả ông Mục? Oh my gosh, con nô tin vào mắt mình ông Mục ơi. Ông cho con điều ước liền đi ông Mục. Mày làm được luôn hả? Ông nói mà. Ông Mục ơi, bây giờ con nói nghe nè. Theo con á thì con đang là người thất thế trong cái cuộc thi này. Con ước trước nha ông Mục. Mời con. Con chỉ có một điều ước duy nhất trong cuộc đời này, lớn lao nhất trong tất cả mọi suy nghĩ của con. Đó chính là không cần phải thi thêm bất cứ một cuộc thi nào nữa. Con vẫn sẽ thắng cái bà kia trong mọi phương diện. Được. Hồ Biên. Ông làm phép á hả? Ờ.
Biến quá vô lường ghê không á. Dễ sợ. Coi. Hay quá. Trời đất ơi trời. Sao tôi rách nát vậy nè. Trời đất ơi. Ôi trời ơi, rồi nhà tôi đâu? Tài sản tôi đâu hết rồi? Ông Mục ơi, ông làm cái gì vậy ông Mục? Ông Mục ơi, tôi ước tôi hơn cái bà này mà. Ông làm cái gì vậy? Coi lại trong túi của mình đi. Ê. Gì? Trong túi bà có cái gì không? Không. Vậy là tôi thắng bà rồi. Tôi thắng bà rồi, tôi có 2.000. Tôi thắng bà rồi. Trời ơi, tôi thắng bà rồi. Tôi thắng bà rồi. Ông bị điên hả? Cái gì? Trời đất ơi, ông biết hùng á. Bây giờ tụi mình ra nông nổi như vậy, có 2.000 thì làm được cái gì? Tôi không cần biết. Bà lúc nào cũng sân si với tôi. Bây giờ tôi thắng được bà rồi, dẫu chỉ là 2.000 tôi cũng vui. Ông im đi. Bỏ cái tính sân si đó đi. Suốt ngày sân si với nhau làm gì ông coi nè. Bây giờ hai đứa mình là mất hết tất cả rồi nè. Còn đôi dài. Hey! Mất rồi. Rồi sao trời? Mất hết rồi, tôi với ông sao? Nhà cửa lính lát đi đâu hết trơn rồi trời. Thì tôi sao? Không ngờ. Hồi nãy tôi kêu, tôi tin ổng là ông Bột, kêu ổng hành xử vậy đó trời. Tiên phép về hành xử kỳ quá. Nói nghe nè. Rồi nè, cho 2.000 nè, cầm đi. Thôi, 2.000 không mua được gì hết trơn á. Tôi đói bụng quá à. Giờ hai mình nghĩ cách đi. Giờ tôi què với bà nha. Làm ơn giùm cái đi. Nhà kế bên nhà lúc nào cũng sân si với tôi hết á. Vừa phải thôi chứ. Tôi có cái gì mà cũng hơn tôi. Tại sao không biết thương yêu nhau giùm cái đi trời. Hàng xóm mà. Được rồi. Tôi biết lỗi tôi rồi, ông cũng vậy đó nha. Ừ. Giờ tôi đói bụng nè, giải quyết đi, ngồi nó hoài. Tự nhiên giờ tôi phải lo cho con mẹ này, nó vô duyên ghê á. Rồi bà ở đâu mà bước trên cuộc đời tôi vậy bà? Đừng nói cuối chuyện tôi với bà đám cưới nha má. Mệt quá à. Giờ phải lo rồi đó. Lo đi. Rồi sao còn son quá trời son vậy trời. Nó nghe nè. Hợp tác nha. Ừ. Đi ăn mài. Trời ơi, hợp tác đi ăn mài nữa. Ai cho giờ mai thương đi tôi biết sân nhà con ông già mổ vào. Bái bà. Nghe nè. Bái bà. Con nè bà, con nè bà con, bà con. Không có què. Không, không rồi. Con nói bà nghe nè. Trời bà cao quá. Bà ơi bà. Nè, chiếc nhẫn bà đeo là của con. Hồi nãy con cho bà đó bà. Dạ đúng rồi. Mấy cái này là lính lát rồi tụi con hết nè bà. Dạ. Trời ơi, nghĩ sao vậy, nghĩ sao vậy. Mấy đứa nghèo rách nát vậy đâu mà quen bà. Bà không có quen. Đi thôi mấy đứa. Bà ơi. Bà ơi bà. Bà ơi bà. Nè. Em ơi, hồi nãy anh lại em đó em. Hồi nãy anh lại em đó. Trời. Không có nữa đâu. Ôi bà ơi. Ước mơ tôi bất chính quá, bây giờ ông một hành xử như vậy nè. Đúng là đời không như là mơ mà. Ông sao vậy? Ông sao vậy? Trời ơi, ông sao vậy? Có sao không? Quý vị thân mến, chia tay với mùa xuân, bây giờ chúng ta đã đến với mùa hè. Nói tới mùa hè thì có người chọn cho mình đi du lịch ở trên núi, có người thì chọn đi du lịch ở biển như tôi đây. Nghe nói là thí sinh Lạc Hoàng Long với lại thí sinh Tuấn Dũng cũng đâu đó xung quanh cái khu vực biển này nè. Chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để coi hai chàng trai đó đang ở đâu nha. Trời nhẹ dần lên cao, hồn tôi dường như bóng chim vươn đôi cánh mềm lặng lẽ kiếm chốn nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, với màu áo rêu vỗ về đánh giấc trường nghỉ ngơi. Trời đất ơi, ông chủ dặn sao chị ghen quá à. Đi đâu cũng phải có vệ sĩ đi theo hết biết chưa? Chị quên mất, mình nghỉ một chút nha. Cảm ơn mọi người. Đi vô.
búp bê này là xinh đẹp, búp bê này là xinh quá, búp bê này là bạc vàng, búp bê chào mỹ nhân. Em đang mơ mộng vì đang nhìn, ôi môi em xinh tự như đóa hồng. Ôi tới rồi, ta đi tắm biển thôi. Ê! Ê! Tắm biển, vô trong đây tắm nè. Mày điên hả, đi vô trong tắm cho điện giật hả? Mày phải nên nhớ nhiệm vụ của mình là tiếp cận, gián tiếp và âm thầm bảo vệ cho Nhung, người yêu của tao. Nhung, tao, mày còn là ba đứa bạn chơi thân với nhau thời đi học nữa. Mà tao có một điều thắc mắc. Thắc mắc cái gì? Tại sao tụi mình không làm người bình thường mà giả gái chi vậy? Bởi vì Nhung đã thề Nhung sẽ không nhìn mặt tao nữa, hiểu không? Cho nên mình buộc lòng phải giả gái. Đứng lại. Cái gì? Bước ra đây. Hả? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, mày là con gái thì mày phải học và làm theo những cái tính cách của con gái, mày hiểu không? Cách sao? Cái chân mày á, con gái nó đi là mày phải bước chéo vậy nè. Đó. Cái mặt mày luôn luôn lạnh lùng. Nhưng mà mày nhanh nhanh nhớ là cái chân mày đừng bao giờ sụ giống tao. Hiểu không? Sau đó đó là mày dùng cái lực đùi của mày, mày tấn lên cho cái tay mày nó dẻo quá. Làm như vậy mới gọi là con gái thật tuyệt. Vui là con gái hà, vui là con gái hà, yeah. Rồi, hey. Tao bù cho bà ngoại mày quá. Bà ngoại mày của mình mày là cháu trai độc nhất. Mà chưa gì mày nảy mầm rồi. Tức cảnh sinh thời thôi. Bây giờ làm nhiệm vụ chưa? Nghe tao nói nè, kể từ bây giờ mày phải gọi tao là bà ngoại. Thôi đi kêu mày tao dễ xử hơn. Tao đi về. Thôi được rồi, bà ngoại. Đi như vậy được chưa? Thôi, đi đâu đây? À, vô ăn họp fan với chị Dương Hồng Nhung. Fan của chị Dương Hồng Nhung? Dạ. Fan tôi là fan nữ thôi mà, đi về đi. Anh ơi, chứng lẽ tụi em con trai hả? Con bé này thì được nè. Ừ. Bà kia già quá. Già gì, nó mới 20 tuổi à? Hả? 70 tuổi ngoại ha. Đúng đúng rồi. 70 tuổi rồi già nhưng mà là vẫn là con gái chứ đâu. Chỉ có khác một điều là tụi nó đẻ được, còn tôi hết đát thôi. Thôi mệt bà quá. Hai người có thể hội viên không? Không. Không đi về. Ok, mấy giờ con xí xóa một lần đi. Bị hai bà cháu từ đường xa xôi lên đây bà. Xa xôi là ở đâu? Nghe chiêu Cà Mau đã cắm xào trên bờ kinh ngã bài. Tuốt ở dưới Cà Mau có trái chuối cắm vô cây xào về. Yeah. Sao con gái năm xưa chẳng thấy ra chào. Chẳng thấy ra chào hổn về. Yeah. Hai bà cháu tôi đến từ Vũng Tàu. Ủa, Vũng Tàu là đây mà. Tôi ở bãi trước. Tôi ở bãi sau. Hai đứa ở gần nhau. Đôi ta ở Vũng Tàu, sóng biển dạt dào. Trời ơi, tôi mệt ghê luôn á. Bây giờ như vậy, tôi không có nói nhiều. Đi về là đi về. Ngoài thấy chưa? Con nói ngoài rồi. Ở nhà coi cải lương thì không chịu, mày đặt lên đây coi nhạc xong chi. Tao làm gì thì mắc mới gì mày bực mày cọc với tao. Ê, cho nó vô đi để nó chửi bà kìa. Ngoài kỳ quá. Nó chửi bà 2 lần. Ngoài kỳ khôi quá. 3 lần luôn. Ê con bé, mày hổn nha mày. Hổn gì, này phải dạy nó chứ. Trời ơi, con bé này bất hiếu vậy nha mày. Ngoại, sao ngoại bất lực vậy? Mày nghe chưa? Ngoại đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa cũng không bao giờ được gọi ngoại là thằng. Ôi xin lỗi ngoại, ngoại ơi. Thà là mày im lặng để người ta tưởng mày ngu còn hơn mày mở điện ra để người ta không nghi ngờ gì nữa. Cái thứ của mày là tao phải giết mày ngay. Nhiều trò quá, đi về đi, tôi không cho vô đâu. Ê, đứng lại. Kế hoạch B, hương tóc mạ non. Không được đâu. Tao nói được là được. Mày thấy cái thuốc mê hương tóc mạ non của tao có hiệu quả không? Xíu. Cái gì vậy? Nó vương. Mày phải trang bị cho thật kỹ chứ. Anh có điện thoại nè. Sát thủ đầu tiên, đặc điểm nhận dạng: mặt ú ú, thân hình tròn tròn, mũm mĩm dễ thương, đặc biệt mê gái và có lòng trắc ẩn, với biệt danh hung tóc đỏ.
Rồi vị trí của nó ở đâu? Sau lưng hai đứa mày đó. Thì tao với mày sẽ tìm cách tiếp cận nó, coi nó chọn ai, lúc đó mình sẽ môi mình mỏi. Chắc chắn là nó chọn tao rồi. Tao đẹp hơn mày. Để tao. Hello anh. Anh trai, nghe nói rượu ở đây uống miễn phí hả? Ừ. Cho em một chai được không? Ừ. Cảm ơn anh. Em đẹp không? Không. Tới mày đi, thua rồi. Mày coi tao nè. Thế nào mày cũng chửi mày à. Cậu trai trẻ. Mời cô. Trời ơi, tôi không tin này, sự thật đó trời à. Cái này là cái gì? Sữa tươi. Wow, em đẹp quá. Tôi già chứ vậy mà anh cũng khen được nữa hả? Đẹp là đẹp cái chỗ già đó. À, thằng này thích lấy máy bay bà già. Rồi lỡ mà tôi già hơn rồi sao? Thì càng đẹp nhiều hơn. Hãy làm bạn gái anh nha. Nếu như mà làm bạn gái anh, đích ra anh cũng phải có cái nghề gì nó vững chắc, nó bảo vệ và lo cho tương lai em chứ. Em đã nói như vậy rồi thì anh không giấu em làm gì. Anh làm sát thủ. Anh được mướn tới đây để giết Dương Hồng Nhung. Vậy thì chuyên môn của anh là đánh bơm, đâm thuê, chém mướn hay là bắn tỉa? Anh hạ độc. Anh hạ độc vô cái ly sữa hả? Không. Ly sữa này không hề có độc. Hai cái ly rượu này và cái chai con nhỏ kia đang uống mới có độc. Cái đưa, thế coi tao nói rồi, tao không uống sữa đi chứ mẹ tức sức khỏe cho chinh chinh nhỏ không uống đi, uống rượu. Uống rượu bà nội mày đó, mày lo cứu cháu mày đi. Trời đất ơi, anh ơi anh, bây giờ nó là cháu em á, nó bị như vậy rồi thì bây giờ phải làm sao anh? Anh không cứu được. Sao vậy? Bởi vì anh ghét nhất cái hạng con gái xấu mà bị đặt tự tin, anh phải triệt. Tôi làm đâu phải triệt tôi. Không được đâu anh ơi. Nếu như vậy á thì em sẽ chết chung với cháu của em. Cái ly này có độc đúng không? Đúng. Em sẽ chú chết chung với nó luôn em. Đừng. Sao mày uống vậy? Chứ để mày chết một mình tao sợ mày mặc cảm. Long ơi. Long ơi. Thôi được rồi. Tuy ta là sát thủ nhưng ta có lòng trắc ẩn. Ta sẽ cứu hai bà cháu bằng một lọ thuốc giải độc này. Đừng có mơ, từ từ. Bởi vì loại thuốc giải độc này không phải loại thường đâu, mà lần này phải giải độc bằng nụ hôn. Qua đây với anh. Phước ai nấy hưởng đi. Tới mày đó. Thôi, cô gái không cần hung tôi để giải độc đâu. Yeah. Mà phải hung bà ngoại. Sao lợi dụng hai bà cháu dữ vậy? Long ơi. Long. Đừng làm chuyện ấy. Còn chần chờ gì nữa, che dù đi. Nhung ơi, hãy hiểu cho anh. Tình yêu không có lỗi, lỗi là ở thằng bạn thân. Bị cái gì vậy? Tôi quên nói với hai người là nếu như hai người uống cái lọ thuốc đó thì chất độc sẽ quay trở lại vào người tôi. Thấy thì xin có đáng chưa? Rất đáng. Ta không đáng lắm đâu. Mày xạo quá, sao mày chưa chết nữa? Nó vẫn chưa thấm. Ủa đi đâu mà xách cái vali bự vậy? Đi phượt, đợi chừng nào thuốc thấm mới chết. Bye bye. Đây là xong một sát thủ. Yeah. Có tình nhân. Sát thủ thứ hai, đặc điểm nhận dạng: mắt hí, mũi tẹt, miệng hơi hô, và hắn có biệt danh là
qua chó điên. Tao với mày phải tranh thủ đi kiếm nó thôi. Ok. Chị Nhung ơi, anh cho điên đến rồi nè, ra cho anh cắn một cái đi chị. Bây giờ tao với mày phải tìm cách tách hai người đó ra. Mày yên tâm đi, Nhung rất là thương người. Nếu mà ai đó gặp nàng, Nhung sẽ ra tay giúp đỡ. Được, nếu như vậy thì tao với mày sẽ làm theo kế hoạch B. Bên đó làm cái gì, mình làm y chang như vậy. Ừ. Em dùng với anh một miếng sandwich dâu nha, chính tay anh làm đó. Cảm ơn anh. Ngoài dùng với con miếng bông lan nho nha. Tụi tao không làm đâu. Được rồi. Rồi cái trái nho đâu? Trong túi nè. Mày bẩn thỉu quá à. Em uống với anh chai nước suối này nha. Ngoài uống với con chai nước biển này nha. Cái nước gì mặn quá vậy? Nước biển. Trời đất ơi, huyết áp 190, ngoại tăng xong máu rồi con ơi, khó chịu cái bụng quá. Chết cha. Dương Giang nói ăn uống cái gì mặn quá là sanh con trai đó. Ngoài sao vậy? Ngoài chuyển dạ rồi. Anh ơi, làm ơn qua giúp ngoại tôi đi, ngoại tôi chuyển dạ rồi. Lẹ đi anh ơi, lẹ đi, cậu tôi sắp ra đời rồi. Bạn có sao không? Làm gì? Đó đó. Đừng làm đó. Đừng đi lâu, anh đi. Mày lại. Tao chính là thám tử. Còn mày, mày là sát thủ, muốn bên cạnh để ám sát con Nhung đúng không? Tao hành động bí mật như vậy mà tụi mày cũng biết. Đúng là thám tử chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp cái gì, thằng bạn nó gửi hình thôi. Tao đã đưa Nhung đến nơi an toàn rồi. Điều bây giờ phải làm, xử thằng đây. Tụi mày. Quang Hải. Tụi mày làm gì vậy? Sợ á. Tao sẽ đưa tụi mày về nơi an nghỉ cuối cùng. Là đâu? Bình Hưng Hòa. Gì xa vậy? Chứ mua ở đâu? Ở đâu bìa, gần ra biển nè. Khùng quá, đưa ra biển trôi cốt làm sao? Tào lao. Ê mày ơi, cái súng này cái súng giả nè. Sắc giả rồi. Ờ. Thằng này ghê mày. Tin chưa? Tin luôn. Được lắm. Bây giờ thằng nào sẽ chết trước? Mày hay là mày? Không cần nói nữa, tao bắn thằng nhỏ trước. Yeah. Yeah, bà nội mày tao bắn trước nè. Sao vậy? Yeah, tên ông già tao. Mày chưa nghe qua tập đoàn yeah chó hả? Thằng này đúng là chó điên mà. Đồ cái tên ông già nó giết chắc cực lắm á. Đừng có tào lao, đứng lên. Tao đứng lên chi vậy? Tao bắn một lần một. Xí đi anh ơi. Đứng đây đi. Bạn chỉ ở đây. Đây, xiên qua đây. Cái cổ em cho em ngáp ngáp được chút. Sao mày ngu dữ vậy? Có phước cùng hưởng mà. Chờ chết đi. Ê không được. Ê đừng mà. Ê tụi mày đứng, tụi mày coi game show hả? Vô tiếp tao. Bắn quá trời, thằng nào trúng đạn vậy? Tao không có bị. Tao cũng không có bị. Tao cũng không bị, ba mày bị đúng không? Không. Vậy chứ ai? Tao. Sao bắn tao? Ủa, thuốc chưa ngắm hả? Chưa ngắm, chưa đi phượt xong, chưa ngắm. Đáng lý thằng này không có chết đâu. Cả nó đi vòng vòng để cho lạng đạt mà chết đó. Của tao. Tao không có. Quay. Tụi mày bắn chết đàn em tao rồi. Tao phải giết tụi mày. Nó hết đạn rồi. Yeah. Chết đi. Yeah. Nè. Đây. Không. Ơi, tao giục đi. Sao mày không giục đi? Mày gần hơn tao mày giục đi. Thôi bây giờ tao thảy là mày suốt nha. Ok. Trời đất ơi, Long. Bây giờ vậy, tao giao nhiệm vụ cho mày, mày lượm trái bơm mày trội. Còn tao vô chổng tao lượm dép tao. Ừ. Trời đi. À trời thôi. Ừ. Yeah. Chị Nhung ơi, ở
Long à, anh là một người rất là tốt. Cảm ơn anh thời gian qua đã luôn âm thầm bảo vệ cho em. Em tin chắc là rồi đây anh sẽ gặp được một người con gái khác yêu thương anh nhiều hơn em, tốt với anh. Rất là dễ thương, hay mãn miếng, hai con rất là hay duyên dáng mà tình cảm đặc biệt. Cái này mới đúng là mãn miếng của hài, hài là phải vậy. Dũng dễ thương lắm. Con nhỏ mà con có vợ, con có duyên, con làm cái gì cũng được. Lâm cũng quá có duyên, hai đứa đều kết hợp nhau như vậy thì má rất là thích. Xin mời nghệ sĩ Kiều Oanh ạ. Bây giờ Kiều Oanh phá lệ một lần nữa, Kiều Oanh sẽ cho điểm trước khi Kiều Oanh nhận xét các bạn được không? Nhưng mà không phải cho điểm để mà nhận tiền từ phía ban giám khảo, mà riêng Kiều Oanh sẽ tặng em mỗi đứa 1 triệu. Đó là sự ngưỡng mộ đầu tiên. Ngưỡng mộ điều gì? Không ngưỡng mộ về diễn xuất đâu, chưa. Ngưỡng mộ về xử lý đạo cụ và những tóc tai. Về mặt kịch bản thì chị chỉ nói một câu như thế này có thể xúc phạm các em, nhưng mà chị vẫn phải xin lỗi. Một cái tiểu phẩm khùng hoành tráng. Chị xin phép cái nhường điểm cho mẹ cho trước rồi chị sẽ cho sau nha. Dạ. Mẹ cho đi mẹ. Má cảm thấy đó, má lại ít có tình cảm với Dũng, thành ra thôi thì má cho Dũng 10 điểm. Ghét á, ghét em á. Em đâu chơi. Rồi má, má ghét, má cho Tuấn Dũng 10 điểm giờ má thương Long lắm phải không? Má thương Long. Rồi chết à. Rồi má hiểu luôn rồi đó em. Má thương Long nhưng mà má cho Long 9 rưỡi. Wow. Và với điểm số như thế này thì không biết rằng là đạo diễn Diệp Tiên, anh có hài lòng với phần dự thi của Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng không ạ? Cái số điểm mà má vào vừa cho là đúng. Nãy giờ anh với Thư rất là hạnh phúc khi mà hai đứa đã hoàn thành tốt cái tiểu phẩm này. Cái này là thành quả của tất cả anh em mình. 3 ngày liên tiếp tập đêm, ngày nào cũng hôm nay từ tới sáng. Tội nghiệp hai đứa lắm luôn á. Tụi nó thôi đủ rồi, tụi bay yên tâm đi, mà tụi nó vẫn ở lại tụi nó tập. Tụi con cũng rất là lo, tại cái này thật sự là hơi phiêu, nhưng mà thật sự bữa nay mà ra diễn gì cũng là thành quả công sức và sự thương yêu của khán giả dành cho mình. Thật sự anh rất là hạnh phúc với hai đứa. Nói chung là hôm nay mọi người khen rất nhiều, nhưng mà chị có một góp ý như vậy. Từ đây về sau làm ơn hai ông nội đừng giả gái giùm tôi nữa vậy. Đâu cái gì mà trời ơi, bà Long nó ra còn áo giật lên trên đây lòi nguyên cái bụng bự nó, trời ơi chị sợ em lắm luôn Long. Không không, chính cái điều không phải là một đứa gái chỉnh chu thì nó mới đúng, bởi vì tụi nó là giả dạng mà cưng Thư, cho nên nếu mà hai đứa nó hoàn toàn đẹp trau chuốt là không đúng đâu. Bởi vì sao mà chị nói là chị coi tụi em diễn giả gái chị thích vô cùng là bởi vì trong đó nó đầy đủ chất của một thằng con trai. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự trợ diễn của Hồng Nhung, Tuấn Anh, Minh Xuân, Tấn Nhật, Thành Nhân, các thành viên của vũ đoàn Tía Lia, và đặc biệt là sự quay trở lại của Tấn Hảo, thí sinh của Cựu Sinh Viên mùa thứ 2 năm 2016. Và thưa quý vị, nếu như quý vị muốn được ủng hộ cho hai thí sinh là Lạc Hoàng Long và Tuấn Dũng thì hãy nhắn tin theo cú pháp CXV khoảng cách, mã số thí sinh và gửi về tổng đài 8234. Lạc Hoàng Long số báo danh 01 và Tuấn Dũng số báo danh 08.